Xin chào tất cả các bạn đến với kênh truyện audio, chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn. Thần cấp đại điếm trưởng, tập 86, E, ông chủ, không phải ngươi nói mục đích lập ra quỷ hội chính là để lưu trữ các sự vật hiện tượng dị thường trên thế giới sao? Yêu tử yên đột nhiên hỏi, đúng vậy, lạc xuyên gật đầu, nếu, ta đang nói nếu, yêu tử yên cường điệu, dám lưu trữ cả thần minh, lá gan của những người đó đúng là rất lớn, nhưng nếu lưu trữ thất bại, vậy thì bọn họ phải làm sao bây giờ? đôi mắt của yêu tử yên trở nên sáng lấp lánh trong đó chứa đầy sự tò mò chuyện này hả rất đơn giản lạc xuyên không nghe được bốn chữ ta rất tò mò trong lòng hắn không khỏi có chút thất vọng lưu trữ bảo hộ mất hiệu lực chạy trốn yêu tử yên sửng sốt ách chạy trốn đúng vậy không chạy chẳng lẽ ở lại chờ chết hả lạc xuyên hỏi lại nghe thì có vẻ như rất có đạo lý nhưng cứ thấy sai sai ở chỗ nào quỷ hội thiết cốt tranh tranh hả tiếng bàn luận biến mất không thấy tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau trong lòng bắt đầu tiêu hóa thông tin mà lạc xuyên vừa để lộ cái gọi là chỉ cần giữ được rừng xanh lo gì không có củi đốt đứng trước mối nguy không thể ngăn cản vì sao lại phải đứng im chịu chết lạc xuyên nói với vẻ đương nhiên đạo lý này quả thật không sai nhưng vì sao ta cứ có cảm giác kỳ quái thế nào ấy bộ ly ca túng tóc nhỏ giọng nói thầm dựa theo những gì ông chủ nói quỷ hội hẳn là tổ chức lợi hại nhất ở thế giới kia nhỉ bọn họ như vậy gian thánh quân ngừng một chút tìm ra từ dễ hình dung nhất ở tình cảnh đó, người khác sẽ không nói hả? Đầu tiên các ngươi phải hiểu rõ một điều, trong một thế lực, thành viên tầng chót thường sẽ chiếm tỷ lệ lớn nhất, nói một cách dễ hiểu thì đó chính là làm thuê, không ai sẽ đồng ý vì công việc mà khiến tính của mình gặp nguy hiểm đâu nhỉ, Lạc Xuyên nói lâu như vậy nên lại cảm thấy khát nước, hắn bèn uống một ngụm coca lớn, tức thật, đúng là rất có đạo lý, hoàn toàn không tìm thấy lý do để phản bác, An Vi Nhã thở dài, đồng thời trong lòng cũng càng thêm ngưỡng mộ Lạc Xuyên, không hổ là ông chủ cho dù thực lực vượt qua mức bình thường nhưng vẫn hiểu rõ tính cách của con người bình thường đây gọi là tiểu năng thì ở ẩn trong núi đại năng thì ở ẩn trong thành nhĩ sau một khoảng thời gian ngắn trầm mặt, từng tiếng thảo luận lại lần nữa vang lên mỗi người đều đang nói cảm nhận của mình về quỷ hội này ông chủ sao không nói nữa huyền tức kéo gốc áo của lạc xuyên vẻ mặt chứa đầy sự chờ mong nàng ta thích nhất là nghe kể chuyện ở trong học viện lăng vân không ít đạo sư trưởng lão bị nàng ta cuốn lấy đòi kể chuyện ngay cả viện trưởng Phạm Thừa Thiên của học viện Lăng Vân cũng không thể may mắn thoát khỏi, kể xong rồi, đó là toàn bộ câu chuyện, lạc xuyên xoa đầu của huyền tước, huyền tước cà một tiếng, nhìn qua có hơi mất mát, nhưng cũng không hỏi nhiều, ông chủ rất bận, không thể cuốn lấy hắn kêu hắn kể chuyện xưa được, vậy là hết rồi, trái với huyền tước, cố vân hy lại không hề cố kỵ mà nói ra suy nghĩ trong lòng mình, hình như ông chủ chỉ kể một cách đại khái, đơn giản giới thiệu một chút cái gì là quỷ hội, trần y y lên tiếng phụ họa, ông chủ, ngươi có định kể thêm một vài câu chuyện nữa không trên mặt yêu tử nguyệt chứa đầy sự tò mò nếu đã là thế lực lưu trữ những sự vật hiện tượng dị thường chắc chắn sẽ không có một thần không dù sao ông chủ ngươi cũng đang rảnh rỗi mà chẳng lẽ hình tượng của mình ở trong lòng các khách hàng chính là ăn không ngồi rồi hắn cũng rất bận có được không bận xem điện thoại di động ma huyễn bận dùng thiết bị thực tế ảo bận viết tiểu thuyết xem tiểu thuyết bận ăn đồ ăn vặt bận ở chung với yêu tử yên được rồi hình như cũng không phải là quá bận chuyện này để về sau có cơ hội rồi nói tiếp lạc xuyên xua tay bây giờ ta có hơi mệt mỏi kể chuyện thì cũng một vừa hai phải thôi bản thân hắn cũng có việc phải hoàn thành nhìn thấy bộ dáng của lạc xuyên mọi người đều biết muốn nghe kể chuyện thì chắc chắn không có khả năng vì thế cũng dần dần tản đi yêu tử yên đang xem điện thoại di động ma huyển đột nhiên ngẩng đầu lên ông chủ có định viết mấy câu chuyện đó ra không chuyện mà ngươi đang viết hình như cũng sắp kết thúc mà nhỉ tuyền mỗi ngày lạc xuyên chỉ cập nhật một tí xíu nhưng cái gọi là nước chảy đá mòn cho dù có ít thì sau một khoảng thời gian dài, nó cũng trở nên nhiều thôi. Lúc Long Vương hiện thân, kết cục cuối cùng cũng tới. Ừm, đúng là sắp viết xong, chẳng qua đó chỉ là quyển một, vẫn còn nhiều quyển khác nữa. Lạc Xuyên gật đầu, quyển một, ta biết ngay mà, đôi mắt của yêu tử yên giống như sáng lên, là độc giả trung thành của Lạc Xuyên, biết chuyện vẫn còn, trong lòng nàng không khỏi có chút hưng phấn, sử dụng lực lượng một lần mất một phần tư sinh mệnh, nói cách khác ít nhất vẫn sử dụng được ba lần nữa, mỗi quyển một lần thì tính ra vẫn còn ba quyển dựa vào tình hình thực tế yêu tử yên nói cũng không sai ông chủ ta nói đúng không yêu tử yên hỏi với vẻ vui sướng cụ gần như không sai biệt lắm lạc xuyên gật đầu chẳng qua tạm thời hắn cũng không có ý định tiết lộ đúng rồi ông chủ vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi đâu đó ngươi có định viết truyện về quỷ hội không yêu tử yên vẫn còn nhớ tới chuyện này quá nhiều chuyện viết không hết lạc xuyên buông tay chuyện hiện giờ còn có tử la lan nói lúc trước hơn nữa ta còn phải quan tâm tới hàng hóa mới bận quá không có thời gian. Ông chủ, nếu mỗi ngày ngươi giảm bớt thời gian sử dụng điện thoại di động ma huyễn đi một chút là chắc chắn sẽ có thời gian. Đương nhiên, yêu tử yên cũng chỉ nghĩ điều này ở trong lòng mà thôi. Vậy ông chủ định viết cái nào trước? Yêu tử yên bèn hỏi với vẻ tò mò. Tử La Lan nói lúc trước đó, Lạc Xuyên nói, ta đã viết rất nhiều chương dự trữ. Nói đi cũng phải nói lại, từ lúc hắn chuẩn bị bộ tiểu thuyết Tử La Lan tính đến giờ cũng là một khoảng thời gian dài, lúc các khách hàng vừa mới biết còn vì việc này mà hưng phấn hồi lâu hiện giờ người còn nhớ đến nó e rằng cũng chẳng còn bao nhiêu tốc độ cập nhật thế nào cũng giống như bộ kia từng muốn xem không đối với lời nói của lạc xuyên yêu tử yên cũng có chút rung động cuối cùng nàng vẫn nhẹ nhàng lắc đầu thôi vẫn nên chờ ông chủ đăng lên điện thoại di động ma huyễn rồi tính nàng sợ bản thân sẽ không nhịn được mà kể cho người khác nghe có lẽ là do phim đã quay xong tâm trạng mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kích động thiết bị thực tế ảo đều đã được sử dụng hết trông có vẻ chắc nó sẽ được dùng nguyên đêm. Khi đám người hàng mặt tới đại sảnh trông thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy còn tưởng đã xảy ra chuyện lớn gì. Phim quay xong rồi, bọn ta đang chuẩn bị rời đi đây. Bộ ly ca lời ít mà ý nhiều. Cái gì mà đã quay xong rồi? Bộ thi ý nhớ mày, là quay xong phần ở kỳ xuyên thôi. Rõ ràng còn thiếu hơn phân nửa nửa cơ mà. Ờ ờ, không sai. Bộ ly ca liên tục gật đầu. Lúc này hàng mặt cũng xem như đã hiểu rõ nguyên do sự việc. Vậy ông chủ có nói khi nào rời đi không? chắc là trong hai ngày này thôi bộ ly ca thuận miệng đáp ông chủ nói dự định ở đây chơi hai ngày đương nhiên nếu như muốn đi thì đi trước cũng chẳng sao vậy tiếp theo các ngươi định đi đâu hàng mặt truy hỏi về thành cửu diệu bộ ly ca duỗi thắt lưng đáp với vẻ hiển nhiên vất vả suốt thời gian dài như vậy rồi cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ vất vả hình như khóe miệng của hàng mặt có hơi co rút hắn ta nhìn xung quanh cảnh tượng trong đại sảnh cùng lúc phản chiếu trong tầm nhìn của hắn ta ở trong khoảng thời gian những người này tới kỳ xuyên hắn ta chưa bao giờ từng thấy bọn hoại phim vất, sáng nào cũng nhàn nhã, cùng lắm cũng chỉ quay buổi trưa hoặc là buổi tối, thi thoảng còn xin nghỉ, nào có liên quan gì đến vất vả đâu, đúng rồi, nếu như các ngươi rời đi vậy những thiết bị thực tế ảo và cả màn sáng bán sản phẩm đó, đột nhiên hàng mặt nghĩ đến một chuyện rất quan trọng đối với hắn ta, tất nhiên ông chủ mang đi rồi, bộ ly ca vỗ vai hàng mặt, cho nên hai ngày này mau mua thêm một ít đi, đương nhiên ngươi có thể sử dụng bất cứ lúc nào khi đến thành cửu diệu nhà ta cũng không ở thành cửu diệu, hơn nữa xa như vậy đâu phải muốn đi là đi ngay được, hàng mặt thở dài, hay là khi chúng ta rời đi, ngươi cũng về cùng chúng ta được không, bộ ly ca đưa ra đề nghị, nói thật, trong nháy mắt đó hàng mặt cũng động lòng, nhưng cuối cùng hắn ta vẫn lắc đầu, bỏ đi, sau này có cơ hội lại nói sau, dù sao cũng có điện thoại di động ma huyễn rồi nên không phải không dùng thiết bị tế ảo thì không được. Chủ yếu là phí sử dụng một tiếng mười linh thạch dùng trong thời gian ngắn còn được. Chứ thời gian dài hắn ta cũng không dùng nổi, điện thoại di động ma huyễn giống thiết bị thực tế ảo sao? Bộ Ly ca lắc đầu, nói một cách ý vị sâu xa, lẽ nào ngươi không muốn xem rốt cuộc khởi nguyên thương thành thế nào sao? Ta đã thấy trên điện thoại di động ma huyễn rồi. Vậy đổi câu hỏi, ngươi không muốn mua mấy vũ khí được bày bán trong tiệm của ông chủ sao? Bởi vì sự tồn tại của một không gian bán vũ khí như khởi nguyên thương thành, nên bây giờ trên cơ bản đã không còn nhìn thấy cửa hàng nào chuyên bán vũ khí trong thành Cửu Diệu nữa chỉ cần đầu óc không có vấn đề chắc chắn đều biết nên chọn nơi nào để mua. Cũng may ở thế giới này vẫn chưa có biện pháp chống độc quyền gì đó, mà hình như cho dù có thật thì cũng không có cách nào bắt được lạc xuyên. Ngón tay của bộ ly ca vẽ lên không trung, xích tiêu kiếm xuất hiện trong tay hắn ta, hình như còn có tiếng kiếm kêu trong trẻo vang lên. Đôi mắt của hàng mặt dường như sáng ngời hẳn lên, nhìn chầm chầm vào xích tiêu trong tay hắn ta, đây là kiếm của ngươi. Đương nhiên, bộ ly ca vẽ một đường kiếm xinh đẹp, xích tiêu, linh khí cấp thiên, mua ở khởi nguyên thương thành đấy. Bao nhiêu tiền, hàng mặt khá quan tâm đến vấn đề giá cả, không tính là đắt, cũng chỉ 10.000 linh thạch mà thôi. Bộ ly ca cười ha ha và đáp, cũng chỉ hàng mặt cạn lời, đây chính là sự khác biệt giữa hai người bọn họ sao. Đương nhiên, mua cái này cũng không cần phải trả hết toàn bộ linh thạch trong một lần mà ngươi có thể trả từng phần một, dựa theo cách nói của ông chủ thì hình như cái này gọi là trả góp đó. Bộ ly ca nhớ lại những lời mà Lạc Xuyên đã nói khi mình mua xích tiêu cho dù trả một phần cũng đã là cái giá rất đáng sợ rồi. Từ khi nào ngươi lại có tiền như vậy? Hàng mặt hỏi với vẻ khó hiểu, thì thiết bị thực tế ảo đó. Bộ ly ca liếc mắt nhìn hắn ta với vẻ ngạc nhiên. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng thiết bị thực tế ảo chỉ có thể tiêu hao linh tinh thôi đấy nhé. Được rồi, ngược lại ta không nghĩ đến cái này thật. Hàng mặt vào đầu, đột nhiên hắn ta cảm thấy để hiểu rõ về khởi nguyên thương thành, bản thân vẫn còn một khoảng cách lớn nữa biết thế giới khoa lạc chứ, chính là chế độ khiêu chiến ở tháp thí luyện, chỉ cần có người mua đủ loại vật phẩm hiếm có mà ngươi kiếm được ở trong đó, thì có thể nhận được linh tinh, đóng, bây giờ ngược chí còn chưa đến cấp 20 nữa, nói cái này quả thật có hơi sớm, bộ ly ca gãi đầu, còn một vấn đề cuối cùng nữa, hàng mặt thở nhẹ ra một hơi, hắn ta đã chấp nhận những chuyện mà bộ ly ca miêu tả, vấn đề gì, bộ ly ca hỏi, không phải ngươi nói thanh kiếm này là linh khí cấp thiên sao, thực lực ở cảnh giới tạo hóa như ngươi có thể sử dụng sao? hàng mặt chỉ vào xích tiêu của hắn ta và hỏi, linh khí bình thường thường được chia thành 4 cấp bậc thiên địa huyền hoàng, đương nhiên trên đám này còn có cấp bậc cao hơn nhưng đối với đại đa số người tu luyện mà nói, hoàn toàn không phải quan tâm đến, thường đều là một cảnh giới lớn tương ứng với một cấp bậc linh khí, đoán thể và cảm linh có thể coi như một, trong tình huống bình thường, đối với người tu luyện ở cảnh giới tạo hóa mà nói dùng linh khí cấp địa đã đủ dư giả rồi. Cấp bậc vũ khí càng cao càng lợi hại là đúng nhưng điều kiện tiên quyết là phải có thực lực dùng đã bằng không cho dù vũ khí có mạnh bao nhiêu cũng chẳng qua chỉ là một binh khí có chất liệu khá đặc biệt mà thôi. Đương nhiên có thể sử dụng, vũ khí bán trong tiệm của ông chủ đều tự động nhận chủ mà. Bộ ly ca lại thu xích tiêu vào trong không gian giới chỉ của mình, cơ mà lúc dùng có hơi miễn, nhưng những này có thể bỏ qua cho nên ngươi có muốn tới thành cửu diệu với bọn ta không? Hàng mặt hít một hơi thật sâu, trong bộ dáng có vẻ như đã quyết định rồi, hắn ta gật mạnh đầu, đi. Đương nhiên không phải hắn ta vì cái gọi là linh tinh đó, mà chỉ đơn thuần muốn đi xem khởi nguyên thương thành trong truyền thuyết mà thôi. Chút chuyện nhỏ này chắc chắn cha mẹ sẽ đồng ý. Quả nhiên, tự vả mà ông chủ đã nói lúc nào cũng áp dụng được. Bộ ly ca thấp giọng thì thầm. Ngươi nói gì cơ, hàng mặt không nghe rõ lời hắn ta. À, không có gì. Bộ ly ca vừa cười vừa lắc đầu bỏ qua vấn đề này. Nói đi, ngươi có biết chuyện nhân vật mới trong vinh quang không? Biết, trên điện thoại di động ma huyễn có không ít người đang bàn về chuyện này. Nói đây là thần linh của tự nhiên. Hàng mặt gật đầu, là thần tự nhiên bộ ly ca sửa lại lời của hắn ta cho đúng thật ra liên quan đến nhân vật mới này có hai chuyện xưa hoàn toàn khác nhau cũng giống như ngày trước sau khi lạc xuyên viết xong vài thứ đều cảm thấy nhàm chán bây giờ là thời gian nghỉ ngơi tại sao hắn lại phải lãng phí thời gian ở những chuyện không quan trọng này yêu tử yên có vẻ như đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới giả tưởng rồi trên mặt thi thoảng còn lộ ra nụ cười nhạt khách hàng trong đại sảnh ồn áo náo nhiệt làm gì cũng có khiến lạc xuyên có loại cảm giác về đến khởi nguyên thương thành trước thời hạn hắn ngáp một cái cảm thấy có hơi nhàm chán nhàm chán đây là cảm giác thường xuất hiện của lạc xuyên cuộc sống hiện tại thật sự nhàn nhã là thứ mà vô số người mơ tưởng đã lâu cũng giống như lúc đi học chỉ có khi còn đang đi học thì sự thay đổi của kỳ nghỉ mới trở nên mới mẻ hơn nếu như không đi học không đến trường cả ngày đều rút trong nhà mới đầu có lẽ sẽ thoải mái muốn làm gì thì làm cái đó nhưng cùng với thời gian chuyển dời loại cảm giác mới mẻ này cũng sẽ dần dần tiêu tan cái gọi là ngày nghỉ này hiển nhiên cũng không có ý nghĩa gì cả Yêu tử yên phát hiện ra tâm trạng thay đổi của Lạc Xuyên, mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, ông chủ sao thế? Chán, Lạc Xuyên thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn tinh thạch tản ra ánh sáng rực rỡ trên trần nhà, chúng ta sống vì cái gì nhỉ? Yêu tử yên, nàng có hơi cạn lời, sao ông chủ lại đột nhiên tiến vào trạng thái suy ngẫm về cuộc đời vậy? Yêu tử yên nghĩ ngợi, cất điện thoại di động ma huyễn đi, hơi ngồi thẳng người dậy, ông chủ. Hửng, Lạc Xuyên nhìn về phía nàng, yêu tử yên chỉ vào chân mình, hỏi với giọng dịu dàng ông chủ có muốn ngủ một lúc không lạc xuyên sững sờ trong lúc nhất thời vẫn chưa phản ứng lại được hắn đã nghe thấy gì thế này bây giờ hắn có hơi nghi ngờ rốt cuộc có phải mình đã nghe nhầm rồi không hai người họ quả thật đã làm rõ mối quan hệ hơn nữa cũng đã ngủ với nhau đương nhiên một giấc ngủ này là ngủ theo nghĩa đen nhưng ở trước mặt người khác yêu tử yên gần như rất ít có hàng thân mật với lạc xuyên nguyên nhân là gì thì hắn cảm thấy chắc hẳn rất đơn giản thôi ngại cũng chính là xấu hổ, dù sao cũng không phải tất cả mọi người đều quen thể hiện tình cảm trước đám đông, cho nên sau khi nghe được lời nói của nàng, đầu óc lạc xuyên lập tức trì trệ, rất lâu không có được câu trả lời của hắn, yêu tử yên trắng nhẹ môi, lại gọi một tiếng ông chủ. lúc này lạc xuyên mới xem như phản ứng lại được, vẻ mặt của hắn có hơi khó hiểu, sao đột nhiên lại nói lời này? ta thấy trên điện thoại di động ma huyễn có nói đến hiệu quả chữa lành tinh thần, nàng nhỏ giọng đáp, gò má hơi đỏ lên, chữa lành tinh thần à? ừm hình như không sai, nhưng nói đi cũng phải nói lại, sao trên điện thoại di động ma huyễn lại có thứ này, là tên khách hàng nhàn rỗi sinh nông nổi nào đăng lên, ông chủ, rốt cuộc ngươi có tới không, nếu không tới thì ta viết tiếp đây, yêu tử yên lại thấp giọng hỏi, tới đây, nếu nàng đã nói như vậy rồi, lạc xuyên chắc chắn sẽ không từ chối, hai người vốn ngồi chung, hơn nữa đang ở vị trí bên rìa đại sảnh nên trên cơ bản những người khác rất khó để ý đến nơi này. Lạc Xuyên dịch đến bên cạnh Yêu Tử Yên sau đó nằm xuống, lập tức cảm nhận được xúc cảm mềm mại những suy nghĩ rối loạn trong đầu vừa rồi lập tức bị xua tan hết nhàm chán cuộc sống bây giờ thú vị như vậy nào có nhàm chán đâu mặt khác quả thật rất chữa lành đấy mái tóc màu tím buông xỏa của yêu tử yên vừa vặn rũ xuống trước ngực mềm mại rực rỡ và sáng bóng dưới ánh đèn chiếu rọi có hiệu quả giống như trong quảng cáo dầu gội vậy lạc xuyên nằm ở nơi đó có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng thấm vào ruột gan trên người nàng ấy đó phải biết ngày thường yêu tử yên cũng chưa bao giờ dùng mỹ phẩm hay là nước hoa gì cả trên người chỉ là trang phục bình thường trong ngày thường, là kiểu váy dài màu xanh phối với áo gió màu tím, bên rìa là ri băng màu trắng thân làm điểm nhấn, cổ áo trang trí bằng ren, mang theo một loại phong cách cổ điển của học viện châu Âu. Góc nhìn của Lạc Xuyên có thể trông thấy rõ ràng dung mạo của nàng, môi hơi mỏng, ngũ quan cũng là loại hình khéo léo mềm mại, đôi mắt màu tím đó đang nhẹ nhàng chớp, có thể nói là một đôi mắt sáng ngời lền hoạt, trong lúc ngẩng đầu nâng mắt cũng lộ ra vẻ duyên dáng, mặt khác trên người yêu tử yên còn có một loại khí chất trong trẻo lạnh lùng độc đáo. Mấy thứ như khí chất này không nhìn được cũng không sờ được nhưng quả thật là thứ có tồn tại, ví dụ như làm người nắm quyền cao chức trọng lâu sẽ không giận tự uy, những người xung quanh xuyên đời bị hào quang lười biến của hắn ảnh hưởng, nhưng khi yêu tử yên đối diện với Lạc Xuyên hoặc là với loại người khá thân thiết như yêu tử nguyệt, vẻ trong trẻo lạnh lùng đó chắc chắn sẽ nhẹ nhàng bị hòa tan. Về phương diện dáng người, yêu tử yên hơi thấp hơn Lạc Xuyên một chút, thuộc loại hình mảnh khảnh, khi lần đầu gặp mặt hắn đã từng ôm nàng nên nhớ rõ điểm duy nhất hơi nở nang chính là ngực, đương nhiên cái này không thể miêu tả thêm, sao cứ nhìn ta mãi vậy, yêu tử yên bị lạc xuyên nhìn chầm chầm như vậy cũng hơi ngại ngùng, ngươi đẹp, lạc xuyên thành thật đáp, con gái đều thích nghe thấy lời khen đẹp, yêu tử yên chắc chắn cũng không ngoại lệ, quả nhiên gương mặt nàng lập tức xuất hiện độ công vui vẻ, muốn gật đầu đáp nhưng cuối cùng cảm thấy như vậy có hơi không dè dặt cho lắm nên đổi thành nói, lời này không giống như ông trục thể nói ra. Ngày xưa Lạc Xuyên rất lạnh lùng, tuy rằng không thể coi là tính tình quái gở nhưng cũng không nói chuyện nhiều bao nhiêu. Dựa theo lời nhận xét của chính hắn về mình từ mấy hôm trước thì là để duy triết lập ông chủ lạnh lùng, nhưng bây giờ cũng không cần thiết phải duy trì nữa. Thân là người ở chung với hắn lâu nhất, yêu tử yên cũng là người hiểu rõ sự thay đổi xuất hiện trên người lạc xuyên nhất, nàng cảm thấy rất vui vẻ về điều này. Đương nhiên, có chỗ thay đổi hiển nhiên cũng có chỗ không thay đổi, tính cách vẫn tùy duyên và phật hệ trước sau như một, đây cũng là lạc xuyên mà nàng quen thuộc nhất. Đương nhiên hắn không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, chỉ xoay đầu muốn tìm một tư thế khá thoải mái, trên mặt yêu tử yên lập tức đỏ bừng, đôi mắt màu tím giống như nước mùa thu hơi, đừng lộn xộn, nàng thấp giọng bảo, ôi, ta không quấy rầy hai người các ngươi chứ, trên mặt của Shinkai Makoto lộ ra vẻ khá lúng túng, vốn nàng ta chỉ muốn nói chút chuyện với Lạc Xuyên, vừa rồi còn nhìn thấy Lạc Xuyên ở chổng chớp mắt cái đã không thấy người đâu, cho nên định hỏi thử yêu tử yên xem ông chủ đi đâu rồi, bây giờ ràng ta cũng xem như đã hiểu tại sao không thấy Lạc Xuyên đâu rồi. Lạc Xuyên ngồi dậy, không tính là quấy rầy. Sau đó hắn cảm giác được yêu tử yên bắt đầu nhéo eo mình. Sinh cai Makoto nhìn Lạc Xuyên và yêu tử yên với vẻ mặt rất vi diệu. Đương nhiên nàng ta biết mối quan hệ của hai người, giữa người yêu có hành động thân mật một chút cũng rất bình thường, nhưng ở chốn. Đông người này có phải không được hay ho cho lắm không? Sinh cai Makoto cũng chỉ nghĩ trong lòng mà thôi, chứ không vì vậy mà nói thêm gì cả. Cái gì nên quản, cái gì không nên quản nàng ta biết rất rõ nếu như ông chủ và yêu tử yên vì vậy mà thẹn quá hóa giận, được rồi, xác suất này trên cơ bản là không, ta định rời đi trước, Shinkai Makoto đi thẳng vào vấn đề, rời đi, Lạc Xuyên có hơi tò mò, Shinkai Makoto thở dài một hơi, cha ta biết ta ở thành cửu diệu rồi, kêu ta nhất định phải về nhà một chuyến để xử lý chuyện liên quan trong gia tộc. Chuyện trong nhà à, Lạc Xuyên hiểu. Hắn nhớ rõ vì ảnh hưởng từ nhiễu loạn thông tin cho nên Shinkai Makoto cũng đang lo lắng về việc có thể kế thừa gia sản của gia tộc hay không. Đáng ghét, hắn cũng muốn loại phiền não này, nhưng Lạc Xuyên nói là khi hắn chưa tới thiên lang đại lục ấy. Về phần bây giờ thì sao, hắn chỉ muốn trông coi cửa tiệm nhỏ này và trải qua cuộc sống yên bình với yêu tử yên mà thôi. Về chuyện nhiễu loạn thông tin này, trải qua nhiều nên Lạc Xuyên quá quen rồi, như Nguyệt Linh, Vô Thiên, Sở Dương gì đó, đây là những ví dụ thực tế. Cho nên khi nghe thấy sinh trai Makoto nói mình muốn về nhà kế thừa gia sản, khụ, lúc nói chuyện với phụ thân xong xuôi, Lạc Xuyên cũng không bất ngờ lắm chỉ là không ngờ nó lại xảy ra sớm như vậy thôi, Lạc Xuyên khó hiểu nghĩ đến vị bất lương xuất trung thành tuyệt đối kia và cái gọi là nhân vật chính, có câu nói thế nào ấy nhỉ, chỉ với 300 năm công lực của ngươi mà cũng muốn đỡ lý Tinh Vân ta vậy, tuy nhiên giữa hai người vẫn có những khác biệt cơ bản, dẫu sao sinh Kai Makoto người ta cũng không phải bùng nhão, dù không dựa vào gia tộc thì vẫn là tu luyện giả ở cảnh giới vấn đạo, loại mà hoàn toàn có thể đi ngang được ở Thiên Lang đại lục, bây giờ quay về sao? Lạc Xuyên liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, không còn sớm nữa sắc trời cũng đã lờ mờ tối, từ nơi xa bóng đêm u tối đang bao trùm đến. Shinkai Makoto gật gật đầu, đồng thời cười hỏi, có phải ông chủ đã quên mất ta có thực lực vấn đạo cảnh rồi không? Đối với ta, thời gian cũng không có ý nghĩa gì lớn. Được, một lúc nào đó Lạc Xuyên thật sự sẽ giữ lại lối suy nghĩ khi chưa đến Thiên Lang Đại Lục. Vậy lên đường suôn sẻ, Lạc Xuyên cũng không nói gì thêm. Dù sao Shinkai Makoto cùng lắm cũng chỉ là một khách hàng bình thường tại khởi nguyên thương thành mà thôi. Hẹn gặp lại, Shinkai Makoto cười cười, lên tiếng chào hỏi với yêu tử yên, bước ra khỏi đại sảnh, Lạc Xuyên đưa mắt nhìn Sinh Cai Makoto đi khỏi đại sảnh, biến mất trong bóng đêm ngoài kia, trong sảnh vẫn cãi nhau như cũ, những người khác không để ý đến nàng ta đã rời đi, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, Lạc Xuyên thấp giọng nói, ông chủ nói gì thế, yêu tử yên tò mò hỏi, không có gì, Lạc Xuyên lắc đầu, hắn nhìn xung quanh, ban đầu chẳng cảm thấy gì, bây giờ bỗng nhiên có chút không muốn rời đi, cảm xúc cũng sẽ lây lan, Tự như nhìn thấy người khác cười to bản thân cũng sẽ không tự chủ được mà mở nụ cười, đương nhiên thầy Lỗ Tấn đã từng nói, buồn vui của nhân loại không giống nhau, tình huống thực tế khác nhau cũng sẽ ảnh hưởng đến con người. Yêu Tử Yên chớp chớp mắt, trái lại nàng không có tâm trạng giống như Lạc Xuyên, trước khi đến Khởi Nguyên Thương Thành, ly biệt thật sự quá bình thường, đối với nàng, Khởi Nguyên Thương Thành mới thật sự là nơi khiến nàng có cảm giác thuộc về, cảm giác thuộc về là một thứ rất thần kỳ, khi ở Khởi Nguyên Thương Thành, nó sẽ cho nàng cảm giác ấm áp an tâm giống như về nhà vậy còn trước kia nàng đi qua rất nhiều nơi từng nhìn thấy rất nhiều người và vật dùng thân phận người ngoài cuộc chứng kiến đủ chuyện trong nhân thế lúc đó chuyện mà yêu tử yên thích làm nhất là lặng lẽ đứng trên đường phố vào ban đêm quan sát người đi đường và ánh đèn nhấp nháy âm thầm phân giải câu chuyện đằng sau mỗi gương người thường tu luyện giả yêu thú tinh linh không có nhiều sự khác biệt giữa những nơi này giống như an vi nhã từng nói rằng đều là phàm nhân sinh hoạt trong trần thế yêu tử yên nhìn những người bình thường này lần lượt đi qua trước mặt bước chân vội vàng hoặc chậm chạp trên gương mặt có buồn có vui nàng nhìn thấy mỗi người trong bọn họ dường như đều hạnh phúc hơn nàng bởi vì điểm kết thúc trên đường đi của bọn họ là nhà ánh sáng rực rỡ nhà nhà lên đèn lại không có chiếc nào sáng vì nàng còn bây giờ trên thế giới này đã có chỗ khiến nàng yên tâm sống này sao lại bỗng nhiên ngây ra thế trước mắt có bàn tay lúc ẩn lúc hiện bên tai truyền đến giọng nói của lạc xuyên yêu tử yên bất đắc dĩ thở dài trong lòng nhưng trên mặt vẫn không tự chủ được nở nụ cười không có gì vẫn thấy hơi buồn ngủ Lạc xuyên ngáp một cái, nhìn vào mắt yêu tử yên, ta vẫn cần chữa trị, yên tử yên. Bây giờ nàng hơi hối hận tại sao lúc nãy mình lại nói như vậy, ông chủ và yêu tử yên tỷ tỷ đang làm gì đó, huyền tước tò mò nhìn về phía sau, trẻ nhỏ không nên hỏi nhiều, cố vân hy vút vút đầu huyền tước, trên mặt mang theo nụ cười khó hiểu, đến lúc ngươi trưởng thành sẽ biết thôi, huyền tước đảo mắt, không biết suy nghĩ điều gì, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, ha, giang vãn thường hơi buồn cười nghe đoạn đối thoại của hai người, cũng không biết nên nói gì mới tốt chỉ có thể dặn dò, ngươi đừng dạy hư huyền tước, cố vân hy không nhịn được, phản bác, ta dạy hư nàng sao, đừng nói giỡn, vẫn là một buổi tối bình thản như thường lệ, khác với hôm qua là hôm nay lạc Xuyên ngủ một mình, nằm trên giường lớn thoải mái dễ chịu, hắn trở mình, nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ, bóng đêm mịt mù, ánh trăng không quá sáng, chỉ tạm nhìn được viền đen của những tòa nhà nơi xa, được rồi, lạc xuyên không ngủ được, hắn mất ngủ, về phần nguyên nhân mất ngủ, nghĩ đơn giản thì là do giấc ngủ trưa của hắn kéo dài đến nửa buổi chiều ngủ trưa nhiều nên hiển nhiên buổi tối không ngủ được lúc mất ngủ thì nên làm gì bây giờ lạc xuyên nhắm hai mắt lại nhớ lại cách đối mặt với mất ngủ khi còn ở trái đất nghĩ ra rồi lạc xuyên nhanh chóng có cách đối phó trong đầu cũng theo đó xuất hiện hình ảnh một gabriel hai gabriel ba gabriel càng không ngủ được khoan hình như cách này hơi là lạ lạc xuyên ngồi dậy từ trên giường thẳng tay mở điện thoại di động ma huyển ra dù sao bây giờ cũng không buồn ngủ xem điện thoại di động ma huyển nói về những chuyện khác cùng lắm thì sáng mai ngủ thêm một lúc có lẽ có không ít người ở trong đại sảnh suốt đêm tham gia vào đó dường như cũng là một lựa chọn không tệ có điều lạc xuyên đã vứt bỏ suy nghĩ này ngay sau đó cả đêm vui vẻ hay gì đó hắn cũng không thích nổi kiểu chơi cả đêm này và cảm giác đầu óc mê man của ngày hôm sau uống sprite cũng vô dụng công dụng lấy lại tinh thần lực của sprite không phải giả nhưng không có tác dụng đối với sự mệt mỏi trên tinh thần này trong nhóm cha của khởi nguyên thương thành vẫn rất sỗi nổi có lúc lạc xuyên hoài nghi chẳng lẽ những người này không ngủ sao được rồi thực sự có khả năng này thể chất của tu luyện giả đương nhiên mạnh hơn người bình thường nhiều liên tiếp mấy ngày không ngủ cũng không gây nên tổn hại gì đáng kể hơn nữa theo ý nghĩ thông thường thì ngủ chính là quá trình thả lỏng cơ thể tu luyện cũng có thể sinh ra hiệu quả như vậy cho nên đối với rất nhiều tu luyện giả từ lâu bọn họ đã thay thế giấc ngủ bằng tu luyện đương nhiên giữa hai điều này vẫn tồn tại sự khác biệt quá trình tu luyện là trạng thái tỉnh táo chắc chắn sẽ không nằm mơ lẳng lặng nhìn trộm màn hình một lúc lạc xuyên cảm thấy chán nghĩ một lúc mở đọc khởi nguyên ra, hắn để dành vinh quang mà yêu tử yên viết từ rất lâu rồi, bây giờ cũng không có chuyện gì, vừa lúc đọc cũng được, chuyện xưa giữa hai người con gái sứ giả thiên nhiên và quang minh thánh đồ dần dần mở ra trước mặt Lạc Xuyên, tốc độ đọc của Lạc Xuyên rất nhanh, nhanh chóng đọc đến chương mới nhất, cũng chính là cốt truyện về sự xuất hiện của thần tự nhiên từng được nói trước đó, yên lặng đăng một bình luận dục chương, Lạc Xuyên rơi vào trạng thái ăn không ngồi rồi thêm lần nữa, vẫn không buồn ngủ, suy tư trong chốc lát, hắn thở ra một hơi thật sâu vừa tìm ra chuyện mình muốn làm lúc này màn đêm yên tĩnh yêu tử yên cũng ở trong phòng bên cạnh đúng là thời cơ tốt để gõ chữ môi trường xung quanh có ảnh hưởng rất lớn đến việc viết tiểu thuyết mặc dù lạc xuyên vẫn có thể viết ra những thứ này nọ trong môi trường ồn ào của khởi nguyên thương thành nhưng dẫu sao vẫn kém hơn nội dung được viết ra trong lúc đêm khuya tĩnh lặng này lúc yên lặng như tờ bầu trời đêm được điểm xuyết bởi một vài ngôi sao mặt trăng như ẩn như hiện ở sau mây trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ được tiếng thở của mình suy nghĩ ngay lúc này thường sẽ trở nên rõ ràng một cách lạ thường các nội dung cốt truyện thủ đoạn đào hố ào ào hiện lên việc viết một cuốn tiểu thuyết bớt đi được một nửa công sức có lẽ đây là một yếu tố quan trọng khác bên cạnh sự trì hoãn khiến những tác giả luôn chọn cập nhật chương mới vào ban đêm trong lòng nghĩ như thế lạc xuyên mở giao diện gõ chữ trên điện thoại di động ma huyễn ra khá tiếc là ý tưởng về gõ chữ bằng suy nghĩ vẫn không hiện thực hóa được đương nhiên điện thoại di động ma huyễn cũng có chức năng gõ chữ bằng giọng nói nhưng những gì nói ra từ trong miệng là một trải nghiệm hoàn toàn khác với việc tự tay mình đánh ra trước kia lạc xuyên cũng từng thử rồi luôn cảm thấy là lạ cho nên vẫn giữ vững thói quen lúc đầu đã lâu lắm rồi kể từ khi lạc xuyên phát hành bản tiểu thuyết về vận chuyển đã qua sự sửa đổi của hắn cho dù mỗi ngày chỉ cập nhật một chút mà bây giờ đã sắp đến kết thúc rồi các độc giả ở khu vực bình luận đều phản ứng rất mãnh liệt ai cũng ồn ào tặng quà cho lạc xuyên ta không ngờ ông chủ lại viết lão đường chết long vương thật sự là lão đường sao ông chủ ngươi không đùa ta đấy chứ ta có linh cảm sau này có lẽ rất nhiều người thân quen sẽ chết hết ta quyết định đợi ông chủ quay lại sẽ tặng ông chủ ít quà trùng hợp ghê ta cũng có ý định như lầu trên sao lại không biết xấu hổ như vậy đôi khi độc giả quá nhiệt tình bản thân là tác giả thật ra cũng hơi bị áp đảo với tư cách là một tác giả lạc xuyên chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nhận quà của độc giả từ trước đến nay hắn chưa bao giờ muốn nhận quà của các độc giả là ông chủ của khởi nguyên thương thành hiển nhiên hắn không thiếu vài món đồ kia nếu thật sự có tâm ý thì để lại thêm vài lời bình luận là được rồi, quà cáp gì đó thì thôi. Nghĩ đến đây, tâm trạng Lạc Xuyên vui vẻ lên, bởi vì sự chảnh mãn trong khoảng thời gian này, cộng thêm việc viết bản thảo cho tiểu thuyết mới nên bây giờ bản thảo của quyển sách này về cơ bản đã sắp thấy đấy rồi. Cũng may cốt truyện đã được viết xong kha khá rồi. Tối hôm nay hắn muốn viết chương cuối cùng, thuận tiện đào vài cái hố trong khi hoàn thành nó, đặt nền móng cho phần thứ hai, về phần lúc nào ra mắt phần hai, tùy duyên vậy, bản thảo được viết đến chỗ nào rồi nhỉ? lạc xuyên cầm điện thoại di động ma huyễn lật qua lật lại ở trước mặt nhanh chóng tìm được vị trí đang viết dở nói về vấn đề kia những khách hàng của kia thật sự có thể hiểu được phong bạo ngư lôi là cái gì sao bỏ đi hình như lo lắng này hơi thừa tiểu thuyết chính là thế giới được miêu tả bằng lời văn chủ yếu là có liên quan đến sức tưởng tượng cho nên không cần quan tâm đến chuyện này bọn họ chỉ cần biết loại vũ khí này rất mạnh là đủ rồi sắp xếp qua những suy nghĩ lộn xộn của mình lạc xuyên đặt gối đầu ra sau lưng bắt đầu viết cốt truyện cuối cùng Sáng sớm ngày hôm sau, Lạc Xuyên mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy đầu óc hỗn loạn như thể bị đổ hồ gián, khoảng mấy phút đồng hồ sau suy nghĩ của hắn mới tỉnh táo lên nhiều, một giấc mơ giật mình, đêm qua hắn không biết mình đã mơ mơ màng 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 ngủ thiếp đi từ lúc nào, hơn nữa hình như nguyên nhân là vì viết tiểu thuyết, mơ một giấc mơ quái dị, lúc ấy hắn trở thành học sinh của học viện ca lúc sau không hiểu sao lại biến thành Long Vương, rồi thần tự nhiên của quỷ hội thế giới giáng lâm, mang đến đủ loại vật phẩm thu dụng, chắc chắn không hài lòng với cư dân của thế giới gốc này, Long Vương và loài lai tạp hợp tác với quỷ hội bắt đầu một cuộc hỗn chiến, khách hàng của khởi nguyên thương thành không biết chuyện gì xảy ra, cũng dùng thân phận người chơi tham gia vào chiến tranh, lạc xuyên vuốt vuốt đầu, những thứ này là mớ hỗn độn gì đây, hắn ngáp một cái, ánh sáng trong phòng không tốt lắm, sắc trời bên ngoài cửa sổ cũng u ám, không nhìn thấy mặt trời. Lạc xuyên nhắm mặt lại, chẳng mấy buồn ngủ, chỉ đơn giản là nghỉ ngơi, sau một lúc lâu, lúc này hắn mới miễn cưỡng bò ra khỏi chăn, Vừa cào cào mái tóc rối bời vừa ngáp một cái, đi đến bên cửa sổ, vẫn không thể thức đêm được, không tốt cho cơ thể, Lạc Xuyên nghĩ trong lòng, giống như những gì hắn nhìn thấy vừa nãy, thời tiết không hề tốt, sắc trời u ám, mây đen màu xám dày đặc phủ khắp không trung, có thể nhìn thấy lờ mờ hình ảnh mặt trời nhàn nhạt, nhưng không có tuyết rơi, Lạc Xuyên hé cửa sổ ra, từng cơn từng cơn gió lạnh theo khe cửa thổi thẳng vào người hắn, Lạc Xuyên rùng mình một cái, đóng cửa sổ lại suy nghĩ hít thở một chút không khí mới mẻ bên ngoài lúc đầu đã tan thành mây khói ngay lập tức lấy điện thoại di động ma huyễn ra nhìn thời gian thế mà sắp đến trưa rồi thức đêm hỏng việc mà chờ đã hình như hắn không có chuyện gì làm thì những buổi sáng trong quá khứ tựa như đều trải qua như vậy ha không sao có điều thức khuya vẫn không tốt chủ yếu là cơ thể được rồi với thể chất hiện tại của lạc xuyên cho dù không ngủ cũng không sao dù sao thức khuya cũng không tốt ít nhất nó không hợp với đồng hồ sinh học của hắn Tiếp theo là thời gian vệ sinh cá nhân như thường lệ, tóm lại cảm giác nghi thức trong cuộc sống vẫn phải có, đây cũng là thói quen của hắn, về phần có cần thiết hay không không quan trọng. Sao hôm nay ông chủ không có ở đây, Thanh viên ngồi xuống bên cạnh Yêu Tử Yên, tò mò hỏi, không biết, Yêu Tử Yên lắc đầu, nàng không đến phòng của Lạc Xuyên, ngươi không biết sao, không phải chứ, Thanh Diên hiếp mắt cười, sao ta lại phải biết, Yêu Tử Yên mang vẻ mặt mờ mịt, Thanh Diên tiếp tục cười, Yêu Tử Yên nhanh chóng hiểu ra ý nghĩ sâu xa sau nụ cười của Thanh Diên, lập tức vừa bực mình vừa buồn cười, lường nguyết nàng một cái, ngươi cả ngày nghĩ cái gì thế, vui đùa xong, thanh viên cũng không tiếp tục chủ đề này, nàng chọc chọc cánh tay của yêu tử yên, nhỏ giọng, này, ta nghe muội muội ngươi nói hình như gần đây ngươi đang đọc quyển sách tinh linh kia, tinh linh thành, nàng nghĩ thứ thanh viên nói đến chắc là người hát trong và vương tử của thành tinh linh, yêu tử yên giật mình, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, ngươi hỏi chuyện này làm gì, nói thế nào nhỉ, quyển sách này của tống thu ảnh âm thầm đọc riêng thì ổn, nhưng nếu bàn tán với người khác thì, dù sao yêu tử yên luôn cảm thấy hơi kỳ lạ, xem ra là đúng rồi, thanh duyên lập tức xích lại gần, trong mắt tràn đầy tia sáng nóng bỏng, người nói xem sau đó người hát trong và vương tử của thành tinh linh sẽ gặp phải chuyện gì, yêu tử yên không lạ lẫm gì với dáng vẻ này của thanh duyên, lạc xuyên từng nói cho nàng biết tên của quần thể này là phan cuồng, tên gọi kỳ lạ, nhưng nghĩ cẩn thận thì dường như cũng rất phù hợp với thực thế, với dáng vẻ bây giờ của thanh duyên, nếu có ai đó mắng chửi tác phẩm này, thì có lẽ nàng ấy sẽ không giữ được bình tĩnh, có lẽ đây là cái được gọi là phan cuồng. Đối mặt với vấn đề của Thanh Diên, Yêu Tử Yên khẽ lắc đầu, không biết, đây là lần đầu tiên nàng đọc thể loại tiểu thuyết này, hoàn toàn không đoán được Tống Thu Ảnh sẽ viết nội dung gì tiếp theo, nếu có một ma vương nữa tham gia vào thì càng thú vị, ha ha, Thanh Diên tự nói, nhìn nụ cười kỳ lạ vô thức trên gương mặt Thanh Diên, Yêu Tử Yên tỉnh bơ nhích sang bên cạnh một khoảng, ngươi không bình thường, Thanh Diên nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình, kết thúc sự ảo tưởng không thực tế, suýt thì quên mất tử yên ngươi đã đọc tới đoạn nào rồi chỗ bản cập nhật mới nhất yêu tử yên nhỏ giọng trả lời thanh viên lập tức lộ ra vẻ mặt vi diệu yêu tử yên người không bình thường là ngươi mới đúng chứ ánh mắt này là sao bỏ đi với tính cách của yêu tử yên nàng lười tranh luận nhiều nhắc mới nhớ có người rời đi từ sớm sao hôm nay ở đây quạng cu ẻ quá thanh viên ngắm nhìn xung quanh tuy rằng đã trưa nhưng trong đại sảnh vẫn vắng người hôm qua có không ít người sử dụng thiết bị thực tế ảo suốt cả đêm có lẽ bây giờ vẫn đang ngủ yêu tử yên nói ông chủ cũng ở lại cả đêm thanh diên hỏi đương nhiên ông chủ không rồi yêu tử yên cảm thấy hơi kỳ lạ sao ngươi lại hỏi như vậy bởi vì ông chủ cũng chưa ra thanh diên nói chuyện đương nhiên lời này nghe rất hợp lý có lẽ ông chủ chỉ muốn ngủ lấy lại sức mà thôi dù sao trước đó cũng bận quay phim cuối cùng bây giờ cũng được nghỉ ngơi một lúc yêu tử yên nghĩ một lúc nói thanh diên sao ngươi có thể nói ra lời này với cái biểu cảm bình thường như thế bận quay phim nàng ta tận mắt theo dõi tiến độ của bộ phim từ lúc bắt đầu quay đến bây giờ còn đóng mấy vai quần chúng trong đó thời gian nghỉ ngơi còn nhiều hơn thời gian bận rộn mới đúng chứ không đúng hình như chưa bao giờ bận rộn cả thanh viên nét mặt của ngươi kỳ lạ quá yêu tử yên trừng mắt nhìn thanh viên mang vẻ mặt vi diệu ta rất tò mò ông chủ có địa vị gì trong lòng ngươi lạc xuyên túm lấy mái tóc vừa mới gội xong đi ra đại sảnh không ngoài dự đoán của hắn vắng vẻ cho dù đã sắp đến giờ ăn cơm trưa cũng chẳng có mấy người xem ra ai cũng buông thả bản thân. Điều này khiến Lạc Xuyên không nhịn được nghĩ đến lúc học đại học, một hai tuần cuối cùng của học kỳ hoàn toàn không có tiết, để các sinh viên có thời gian ôn tập, đương nhiên nói là chuẩn bị bài cũng không sai. Tiềm năng của con người là vô tận, một tuần lễ hay thậm chí là mấy ngày, từ con số không đến nắm chắc một chương trình học trong một hai ngày không phải là chuyện không thể. Lạc Xuyên có kinh nghiệm, khi kỳ thi cuối kỳ của tất cả các khoa kết thúc, thì sinh viên đóng gói hành lý về nhà. Bình thường Lạc Xuyên sẽ ở lại trường thêm mấy ngày, cũng không làm chuyện gì khác chỉ là đắm mình trong quán nét với bạn học chơi vài đêm chơi chán rồi thì rời đi nhân tiện nghỉ ngơi dọc đường đương nhiên ở trên xe chắc chắn sẽ không nghỉ ngơi tốt được sau khi về đến nhà thường hay phải dọn vệ sinh dù sao trong nhà ngoại trừ hắn thì cũng không còn ai khác lạc xuyên lắc lắc đầu lấy lại suy nghĩ không biết đã bay đến nơi nào nghĩ nhiều như thế làm gì bây giờ chẳng phải rất ổn sao xét về tính cách lạc xuyên rất tùy theo hoàn cảnh hoàn toàn không có nghĩ đến chuyện trở về trái đất dù sao sống ở đâu cũng là sống cứ chấp nhận sống như vậy thôi. Chưa kể làm ông chủ ở Thiên Lang Đại Lục thoải mái ung dung hơn nhiều so với việc học trên trái đất, sao lại muốn tìm lại cuộc sống ngày xưa chứ? Một nguyên nhân quan trọng khác, có lẽ cũng bởi vì hắn có cảm giác thuộc về với nơi này. Ông chủ, chào buổi sáng, yêu tử yên vẫy tay với Lạc Xuyên, chào buổi sáng, giờ là giữa trưa rồi. Thanh Diên vừa lúc vỉ nhổ một câu, Lạc Xuyên không để ý, hắn ngồi xuống một chiếc ghế sofa khác, nhìn xung quanh, hôm nay ít người quá, hôm qua chơi suốt đêm, chắc là vẫn đang ngủ yêu tử yên cười cười ông chủ có đói bụng không ta làm cho ngươi ít đồ ăn nhé giờ này mới ra ngoài dựa vào sự hiểu biết của nàng về lạc xuyên thì chắc chắn đêm qua thức khuya xem điện thoại di động ma huyễn lạc xuyên lắc đầu không đói về cơ bản mới rời giường không bao lâu sẽ không cảm thấy đói một lúc sau mới rất muốn ăn thứ gì đó yêu tử yên cười gật đầu không hỏi quá nhiều đối đáp với nhau giống như ngày thường không có gì khác thanh viên hiếp mắt nhìn hai người không khỏi cảm thấy mình có hơi dư thừa nhắc mới nhớ có. "Phải xin Kai Makoto rời đi rồi không?" Thanh Diên đột nhiên hỏi, sự hiện diện của Xin Kai Makoto không quá mãnh liệt trong đám người, về cơ bản ngày thường đều cầm điện thoại di động ma huyễn viết kịch bản hoặc vẽ tranh, mọi người cũng biết ít nhiều về chuyện nàng ta đang chuẩn bị quay một bộ phim, mọi người rất mong đợi, xét cho cùng Xin Kai Makoto cũng là tu luyện giả cảnh giới vấn ạ o, người thừa kế duy nhất của gia tộc Xin cai, có đủ sức để quay phim, có điều mọi người vẫn không biết bộ phim Xin Kai Makoto đang quay là gì, hết cách rồi." miệng của người này kín quá cho dù có người đi hỏi thứ họ thường nhận lại được cũng chỉ là một nụ cười nhạt về điểm này nàng ta tốt hơn lạc xuyên nhiều bình thường lạc xuyên chỉ có thể dùng những câu như sau này ngươi sẽ biết cho có lệ đêm qua sinh cai rời đi rồi ngươi không biết sao yêu tử yên thấy hơi kỳ lạ hỏi han đêm qua ta ở trong thế giới giả tưởng suốt mà sao đột nhiên nàng ấy lại rời đi thanh viên không hiểu quan hệ giữa nàng ta và sinh cai makoto khá tốt ở nhà xảy ra chút chuyện chuyện gì ta cũng không biết rõ lắm chắc là chuyện thừa kế gia sản thanh viên giật mình thừa kế gia sản không biết bao nhiêu người mong ước chuyện này xảy ra với mình nhưng đối với shin kai makoto thì đây chỉ là trách nhiệm bị áp đặt mà thôi thì ra là như thế thú vị thật thanh viên có hơi tò mò nàng ấy quyết định làm thế nào không biết yêu tử yên lắc đầu chỉ là theo suy đoán của ta chắc sẽ quay về nhanh thôi shin kai cũng không giống người sẽ bị chuyện khác trói buộc bản thân là tu luyện giả không hề quá lời khi nói sinh kai makoto chắc chắn có đủ sức mạnh để thoải mái tung hoành ở thiên lang đại lục ngay cả khi rời khỏi gia tộc chỉ là không có khả năng này lắm dù sao yêu tử yên cũng nghe nói quan hệ giữa người ta và gia đình còn tốt lắm từ nhân tiện phim của sinh kai makoto tên là gì thanh viên hỏi 5 cm trên dây yêu tử yên cười trả lời trong khi đó còn liếc mắt nhìn lạc xuyên do ông chủ đề xuất tên kỳ cục thanh viên nhíu lông mày có ý nghĩa sâu xa gì không có chứ Tốc độ rơi của hoa anh đào là 5 cm mỗi giây. Ừ, hoa anh đào thì ta biết, còn 5 cm là bao xa? Dài khoảng một nửa ngón tay, một nửa chiều dài của ngón tay. Thanh viên duỗi bàn tay mình ra nhìn ngắm. Nàng ta biết cách tính thời gian mà yêu tử Yên nói, một giây khoảng chừng dài hơn một chút so với cái chớp mắt. Tốc độ rơi của hoa anh đào là 5 cm mỗi giây. Thanh viên lặp lại lời nói của yêu tử Yên, vẻ mặt ngờ vực, vậy tóm lại câu này nói lên điều gì? Lúc nào thì bông hoa rơi xuống đất? Dù sao đây cũng là điều nàng ta nghĩ đến đầu tiên. Tốc độ rơi của hoa anh đào là 5cm mỗi giây, vậy thì cần bao lâu hai trái tim mới có thể sát gần vào nhau, yêu tử yên khẽ nói, thì phía sau vẫn còn một câu, thanh duyên bừng tỉnh, như thế nghe lãng mạn hơn nhiều, vậy phim mà Shinkai Makoto muốn quay là thể loại tình yêu phải không, thể loại tình yêu, yêu tử yên nghĩ đến kịch bản mà Shinkai Makoto viết, tâm trạng hơi vi diệu, ừ, cũng có thể nói như vậy, phải là phải, không phải là không phải, người nói thế là ý gì, thanh duyên nhíu mày, không thể tiết lộ kịch bản, đến lúc đó ngươi sẽ biết, yêu tử yên lắc đầu, thanh viên cảm thấy hình như mình đã từng nghe những lời này, có một cảm giác quen thuộc khó hiểu, tử yên, ta thấy có vẻ ngươi đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ ông chủ, đến cả lời nói qua lao cũng giống nhan hoa như đúc, yêu tử yên hơi sửng sốt, ha, thế sao, ta không để ý, về phần lạc xuyên, hắn đang ngồi nhìn điện thoại di động ma huyễn ở trên ghế sofa cách đó không xa, bởi vì nguyên nhân ngủ nướng nên đương nhiên buổi sáng không ra chương mới, điều này khiến rất nhiều khách hàng đã quen đọc chương mới nhất mỗi ngày bùng nổ đủ loại lời bàn tán bắt đầu xuất hiện, có người nói chỉ là ông chủ quên thôi, lát nữa chắc chắn sẽ cập nhật như thường, cũng có không ít người có thái độ bi quan với chuyện này, may mà đa số chỉ là nói đùa, ông chủ mà cũng ngưng cập nhật chương mới, hiếm thấy thật, sau khi giảm số lượng cập nhật, cuối cùng ông chủ cũng học được cách thoái thác ra chương mới rồi sao, chuyện này sắp hoàn thành rồi, ông chủ sẽ không ngừng bút đấy chứ, chắc là không đâu, hơn nữa còn lâu mới hoàn thành, lúc này mới được một phần tư mạng người vẫn còn ba người nữa có thể chết chuyện này chẳng phải bởi vì các ngươi đòi tặng quà cho ông chủ sao một trong những sở thích ngày thường của lạc xuyên chính là đọc lời nhắn của khách hàng để lại hắn cảm thấy rất thú vị tình tiết nào đó mà bản thân đã quên từ lâu cũng có thể nhớ lại được thông qua lời nhắn của độc giả dẫu sao cho dù là tác giả cũng không thể nhớ rõ được toàn bộ cốt truyện mà mình từng viết trước đó việc quên mất các vai phụ đào hố vờ vờ là chuyện bình thường lập nít con thảo luận về cái kết với các khách hàng lạc xuyên nhân tiện đăng tải chương mới nhất lên đương nhiên vẫn giống như trước đây tăng lượng cập nhật là điều không thể nào đời này cũng không thể tăng lượng cập nhật về phần cái kết mà hắn viết đêm hôm qua đương nhiên là chưa viết xong bởi vì viết được một nửa lạc xuyên đã bắt đầu chơi bài đấu địa chủ hết cách rồi lâu rồi không gõ chữ thật sự không tìm được trạng thái viết một lúc tinh thần không tập trung được nữa trong trường hợp này chắc chắn có thể viết được nhưng không chắc sẽ đảm bảo được chất lượng làm một tác giả đạt tiêu chuẩn chắc chắn lạc xuyên sẽ không chạy theo số lượng mà chỉnh mãn về chất lượng tin rằng các độc giả nhất định sẽ hiểu cho hắn lạc xuyên ngáp một cái chống cằm bắt đầu tự hỏi xem bữa trưa nên ăn gì sau bữa trưa thì bữa tối nên ăn gì đường dật và hạ thiên vũ đi trên đường bởi vì ngày hôm qua đắm chìm trong tu luyện đường dật hoàn toàn không biết chuyện nhóm lạc xuyên sẽ rời khỏi kỳ xuyên hắn ta vừa mới nghe được từ chỗ của hạ thiên vũ cuối cùng cũng rời đi đường dật ho nhẹ một tiếng không phải ý của ta là sao lại rời đi sớm như vậy hạ thiên vũ coi như không nghe thấy câu trước của đường dật hắn ta cười cười dẫu sao đâu thể quay hết cả bộ phim ở kỳ xuyên được về đến thành cửu diệu nghỉ ngơi một khoảng thời gian trước rồi tiếp đi quay ở nơi khác thì ra là thế đường dật gật đầu hiểu ra vậy tiếp theo dự định đến nơi nào nghe ông chủ nói thì hình như là học viện lăng vân hạ thiên vũ trả lời dựa theo kịch bản yagami là học sinh nên đương nhiên cần phải quay các tình tiết ở trong trường học không ở thiên tinh đế quốc mà ngươi vẫn có việc để làm nhỉ ha ha đương nhiên rồi Mấy ngày nay ta mệt sắp chết rồi, chuyện gì của ông chủ, khụ khụ, dù sao cũng gần giống với ý này. Hai người liếc nhìn nhau, nở một nụ cười ngầm hiểu, thứ hiểu được đều hiểu, hoàn toàn không cần phải chỉ ra. Hơn nữa với thực lực của ông chủ, cho dù ông chủ không ra ngoài cũng có thể biết rõ những gì họ bàn luận ở đây. Theo giải thích của tiểu thuyết trong điện thoại di động Ma Huyễn, đây hình như là ảnh hưởng của nhân quả, gần 90% khách hàng của Khởi Nguyên Thương Thành đã từng đọc tác phẩm trên điện thoại di động Ma Huyễn cũng hiểu rõ ít nhiều về thế giới được miêu tả trong tiểu thuyết. Hơn nữa thiên lang đại lục vốn là thế giới huyền huyễn, bọn họ tiếp nhận cốt truyện trong tiểu thuyết mà không có mâu thuẫn gì, tạm thời coi là thiên lang đại lục phiên bản nâng cấp. Khi hai người tới đại sảnh, nhìn thấy một cảnh tượng vắng ngắt, hình như không có ai, có phải đi hết rồi không? Đường giật hơi ngờ vực. Đúng lúc này bộ ly ca ngáp một cái đi vào đại sảnh, hoặc nhìn có vẻ chưa tỉnh ngủ, chào buổi sáng, đường thúc, sáng cái gì? Bây giờ là giữa trưa rồi, đường giật nhíu mày, còn ngươi, sao bây giờ mới dậy những người khác đâu chắc là vẫn đang ngủ bộ ly ca lại không nhịn được ngáp một cái đêm qua không ít người đã sử dụng thiết bị thực tế ảo suốt đêm còn đánh bài nữa đang yên lành sao phải thức suốt đêm hạ thiên vũ khó hiểu sắp rời đi rồi không được ăn mừng sao bộ ly ca vừa dụi mắt vừa nói đúng là phải ăn mừng đường giật gật đầu khụ các ngươi định bao giờ rời đi không biết chắc là hai ngày nữa bộ ly ca chỉ vào lạc xuyên ở trong góc ngươi đến hỏi thẳng ông chủ là biết Lạc Xuyên đang tùy ý xem điện thoại di động ma huyễn, bỗng nhiên nhận thấy có người đi tới bên cạnh, là thành chủ của thành kỳ xuyên, đường giật, có chuyện gì sao, ông chủ dự định lúc nào quay về, đường giật cười ha hả hỏi, nghỉ ngơi hai ngày trước đã, Lạc Xuyên liếc nhìn đường giật, nhân tiện, ngươi cũng định quay về cùng chúng ta sao, hắn vẫn nhớ chuyện đường giật mua nước khoáng vào khoảng thời gian trước, đường giật gật đầu, chủ yếu là lâu quá rồi chưa về thành cửu diệu, muốn gặp bệ hạ một chút, bản thân ngươi tin vào lời này sao, nhân tiện đến khởi nguyên thương thành một chuyến dùng cà phê để thăng cấp vận may, xem có thể đột phá thẳng lên cảnh giới vấn đạo thông qua nước khoáng không, vậy nên đây mới là ý nghĩ thực tế của ngươi phải không? Quy nguyên và vấn đạo, từ xưa đến nay hai cảnh giới này đã ngăn trở không biết bao nhiêu tu luyện giả, muốn vượt qua được thì ngoại trừ thiên phú ra, cơ duyên cũng là một nhân tố quan trọng không không thể thiếu, bây giờ đường giật đang ở trong giai đoạn này, trong tình huống bình thường, đường giật muốn đột phá đến cảnh giới vấn đạo không phải là điều không thể, nhưng độ khó vô cùng cao chỉ là có nước khoáng của khởi nguyên thương thành thì khác nếu đủ may mắn hắn ta hoàn toàn có thể đột phá nút thắt đã đeo bám hắn ta mấy năm nay thăng cấp thẳng lên vấn ả à o đương nhiên lạc xuyên hiểu được suy nghĩ của đường dật nếu ai đó đã đánh thức tỉnh thể chất đặc biệt gì đó vì nước khoáng trên điện thoại di động ma huyển chắc chắn sẽ bùng nổ một cuộc thảo luận dù sao nước khoáng 10.000 tinh linh không phi thứ mà ai cũng có thể mua được ngoài ra vào thời điểm này thường ngày sẽ chợt xuất hiện những chuyện có liên quan đến tu luyện lạc xuyên hơi nghi ngờ độc giả của quyển sách này liệu có cảm thấy không quen không vậy thì chúc ngươi may mắn lạc xuyên tiện miệng nói một câu mượn lời tốt lành của ông chủ đường giật cười đáp lời nhìn thấy hai người nói chuyện xong hạ thiên vũ đứng bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng ông chủ ta không cần đến học viện lăng vân đúng không ngươi không đi sao lạc xuyên hơi ngờ vực sau khi đến kỳ xuyên các loại chuyện tạp nham đều do hạ thiên vũ nhận làm hết bản thân lạc xuyên làm đạo diễn khá nhàn hạ bây giờ chợt nghe hạ thiên vũ nói như vậy trong chốc lát hắn không phản ứng kịp hạ thiên vũ cào tóc khắp khuôn mặt là vẻ chân thành chủ yếu là gần đây việc tu luyện của ta có vẻ đạt tới tiến độ quan trọng ta cần phải bế quan một thời gian ra là vậy lạc xuyên gật đầu trong lòng thấy hơi đáng tiếc hắn vốn muốn tiếp tục nhờ hạ thiên vũ giúp đỡ vậy ông chủ làm việc tiếp đi sau khi để lại những lời này hạ thiên vũ vui tươi hớn hở đi đến khu vực thiết bị thực tế ảo trong lòng lạc xuyên hơi ngờ vực sao thoạt nhìn thấy có vẻ vui tươi thế nâng cao thực lực của bản thân đúng là điều đáng mừng nhưng cũng không đến nỗi như thế chứ, Lạc Xuyên suy nghĩ một lúc cũng không tìm ra đáp án, dứt khoát quên chuyện này đi, hắn không can thiệp vào chuyện của nhóm khách hàng, nguyên tắc làm việc của Lạc Xuyên là không quan tâm, nói một cách đơn giản thì là mặc kệ mấy chuyện vớ vẩn, dù sao điều mà Thiên Lang đại lục theo đuổi chính là cường giả vi tôn, tuy rằng bởi vì sự tồn tại của khởi nguyên thương thành đã khiến nhóm khách hàng đều chung sống bình đẳng, nhưng thế giới sẽ không có gì thay đổi bởi vì điều này, ít nhất là trong thời gian ngắn, đương nhiên nếu có nhiệm vụ do hệ thống tuyên bố chẳng hạn như bạn bè thân quen vờ vờ thế giới xảy ra khủng hoảng lạc xuyên sẽ không khoanh tay đứng nhìn chuyện hắn lười nhát không phải giả nhưng tam quan vẫn rất ngay thẳng dù sao trước đây khi chưa xuyên không nói sao thì hắn cũng được coi là một thanh niên nhiệt huyết được rồi nhiệt huyết hay không thì nói sao dù sao hắn cũng thuộc kiểu thanh niên tốt nhặt được túi tiền sẽ giao lại cho cảnh sát chỉ là từ khi trở thành ông chủ của khởi nguyên thương thành tính cách ẩn tàng thức tỉnh một cách khó hiểu cho nên mới biến thành như bây giờ không được cười chẳng lẽ các ngươi đã quên Lạc Xuyên cũng tham gia thành lập câu lạc bộ điện ảnh đã được đề cập trước đó sao? Lạc Xuyên ngáp một cái, lại cầm điện thoại di động ma huyễn lên, dù sao cũng không có việc gì, bây giờ cũng gần giữa trưa rồi, ngoại trừ việc xem điện thoại di động ma huyễn còn làm gì được nữa. Nhóm khách hàng thức suốt đêm cũng lục tục đi đến đại sảnh, trạng thái tinh thần của hầu hết mọi người đều không bị ảnh hưởng nhiều, đây cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì cường độ sức mạnh tinh thần của tu luyện giả mạnh hơn nhiều so với người bình thường. Còn về tình huống sau khi thức khuya, ba ngày buồn ngủ như lạc xuyên là do đồng hồ sinh học của cơ thể gây ra nó hoàn toàn không liên quan gì đến thực lực lúc trước từng nói điều này rồi phải không thôi quên đi coi như chưa từng nói hôm nay im ắng quá sau khi đến đại sảnh an vi nhã không nhịn được nói nhỏ ở trong hoàn cảnh này nàng ta hạ thấp giọng theo bản năng hôm qua nàng ta cũng chơi suốt cả đêm sáng ra về phòng cũng chỉ nghỉ ngơi qua quýt một chút được rồi thực ra là đánh bài với băng sương và tạ mộng vũ với tu vi của ba người buổi tối không ngủ hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cơ thể dù sao không phải cường độ tinh thần của ai cũng giống như ngươi tạ mộng vũ nói xem ra cường độ tinh thần của nhân loại yếu hơn ta rất nhiều an vi nhã nhăn mũi nhìn băng sương ở bên cạnh có phải không băng sương băng sương không nói gì tiếp tục xem điện thoại di động ma huyễn hành chủ không quan tâm đến ngươi tạ mộng vũ không khỏi nở nụ cười an vi nhã không để ý nhìn xung quanh nhanh chóng tìm thấy bóng dáng của lạc xuyên trong đại sảnh cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì dường như ông chủ sẽ hoàn toàn không bị ảnh hưởng dù sao từ khi tới khởi nguyên thương thành cho đến nay an vi nhã vẫn luôn nhìn thấy lạc xuyên ở trong trạng thái bình thản ngay cả khi hắn ở dưới biển mà còn mở phát sóng trực tiếp có một lần duy nhất tâm trạng dao động lớn dường như là lần huyền tức gặp nguy hiểm vài ngày trước ông chủ ông chủ chiều nay chúng ta không có việc gì phải làm sao an vi nhã bước nhẹ đến bên cạnh lạc xuyên cười hỏi không có việc gì lạc xuyên nói mà không ngẩng đầu lên các người muốn đi đâu thì đi không cần nói lại với ta tuy rằng nhóm khách hàng đều thuộc đoàn làm phim nhưng lạc xuyên chưa bao giờ hạn chế sự tự do của bọn họ an vi nhã cột một tiếng đang định rời đi thì lạc xuyên gọi nàng ta lại chờ đã ồ ông chủ có việc gì sao an vi nhã dừng bước chờ đợi lời tiếp theo của lạc xuyên lạc xuyên sắp xếp lại ngôn ngữ ở trong lòng chuyện hắn muốn hỏi thật ra rất đơn giản chỉ là muốn hỏi mục đích liên lạc xuyên thế giới của an vi nhã ngày hôm qua là gì về phần suy đoán gọi điện thoại về nhà báo bình an được rồi hắn cũng biết chắc chắn điều này là vô căn cứ cho dù 8, 90% An Vi Nhã sẽ không nói nguyên nhân cho hắn biết nhưng trong lòng Lạc Xuyên vẫn tò mò, vẫn muốn hỏi, thế nên hắn đã hỏi, không có lý do nào phức tạp hơn. Sáng hôm qua có phải ngươi gửi tin nhắn gì đó cho thế giới bên ngoài không? Đừng căng thẳng, ta chỉ tùy ý hỏi chút thôi. An Vi Nhã trầm mặt mấy giây, nói ra có thể ông chủ không tin nhưng thật sự ta báo bình an về cho người nhà. Lạc Xuyên, đúng như những gì hắn đoán, làm sao có thể, trên mặt Lạc Xuyên không có biểu cảm gì, trong mắt tràn ngập vẻ, ngươi đang đùa ta thật đấy ông chủ ta không lừa ngươi đâu an vi nhã nhấn mạnh thậm chí ta còn chưa đón lễ trưởng thành một mình đi đến thiên lang đại lục dẫu sao cũng nên liên lạc với người nhà một chút điều này rất lý hợp lý đến mức an vi nhã cũng suýt tin luôn có điều nói như vậy dường như cũng không sai chẳng phải nàng ta báo cáo một chút hiện trạng với nghị trưởng sao đây cũng là báo bình an về cho người nhà theo một kiểu ý nghĩa khác thôi bỏ đi coi như ta chưa hỏi lạc xuyên phẩy phẩy tay quyết định kết thúc chủ đề này an vi nhã khẽ thở ra biểu cảm đã nghiêm túc hơn nhiều không phải ta không nói với ông chủ chủ yếu là thôi dù sao cũng không thể nói chỉ là ta cảm thấy hơi kỳ lạ nói xong lời cuối cùng an vi nhã hơi nhíu mày kỳ lạ ở đâu lạc xuyên thuận miệng hỏi với thực lực của ông chủ muốn tìm ra đáp án cho vấn đề trong lòng hẳn rất đơn giản đúng không an vi nhã nhíu mày hỏi thực lực của lạc xuyên đương nhiên không thể nghi ngờ rất lợi hại cực kỳ lợi hại thuộc loại hạng mức cao nhất vốn không thể thấy kia nếu không an vi nhã sẽ không gọi lạc xuyên là thần linh với lại ở một mặt khác lạc xuyên thậm chí có thể làm được những điều mà ngay cả thần linh cũng không thể làm được ví như hóa rắn vực sâu ở khởi nguyên thương thành thứ như vậy lại có thể bị hóa rắn đây là suy nghĩ thật trong lòng an vi nhã khi nàng ta thấy nó lần đầu tiên nói cho cùng theo đúng về mặt ý nghĩa vực sâu không phải vật chất thậm chí cũng chẳng phải năng lượng nó coi như là hoa văn của mặt phẳng hai chiều nhưng lại có đặc tính xâm nhiễm mọi vật thế giới được tạo nên từ thông tin mà vực sâu chính là tập hợp của các loại thông tin lẫn lộn nếu ví thế giới như hệ điều hành thì vực sâu thậm chí chẳng phải là virus bởi vì ít nhất virus cũng có các quy luật để tuân theo vực sâu đơn thuần chính là những mật mã lộn xộn không theo thứ tự có thể ăn mòn các bộ phận khác theo thứ tự nếu như mặc kệ không quan tâm cuối cùng nó sẽ khiến toàn bộ hệ thống sụp đổ kết quả của hệ thống sụp đổ sao nói đơn giản chính là thế giới diệt vong vì thế ấn tượng đầu tiên của an vi nhã về lạc xuyên lúc đó chính là kẻ này là tên điên đặt thứ như vực sâu này ở trong tiệm của bản thân tìm đường chết cũng không đi như vậy phải không còn về những chuyện sau đó Vậy thì không cần quá nhiều lời thừa nữa, nói tóm lại An Vi Nhã cũng đã vinh quang trở thành một khách hàng của khởi nguyên thương thành, những khó hiểu hồi đầu đã sớm quăng ra ngoài chính tầng mây, dù sao bất kể ông chủ làm gì đi chăng nữa thì đều là chuyện bình thường, bởi vì lười, lạc xuyên đáp, hả, An Vi Nhã lập tức trợn tròn hai mắt, có chút nghi ngờ lỗ tai của bản thân, nàng ta vừa mới nghe được điều gì, lúc này lạc xuyên cũng nhận ra rốt cuộc hắn đã nói cái gì, đối mặt với câu hỏi của An Vi Nhã hắn hoàn toàn trả lời theo bản năng, hắn khẽ ho khang một tiếng quyết định cứu vãn một chút hình tượng của bản thân chủ yếu là vì không có thời gian ta phải trông khởi nguyên thương thành an vi nhã sững sờ gật đầu một cái không biết rốt cuộc có nghe lọt tai hay không với lại trên thế giới này còn tồn tại rất nhiều thứ ta chưa biết nếu đều biết được câu trả lời từ lâu ngươi không cảm thấy rất không thú vị sao lạc xuyên nói tiếp an vi nhã tiếp tục gật đầu hình như đúng thật là như vậy vì lẽ đó trước giờ ta chưa bao giờ chủ động sử dụng thực lực của mình để trực tiếp đi tìm chân tướng tiến từng bước từng bước như này mới có tính thách thức, Lạc Xuyên cũng suýt tin vào gì bản thân đi, thì ra là như thế, An Vi Nhã bừng tỉnh, chẳng trách ngày thường ông chủ cơ bản hiếm khi ra ngoài, hóa ra là vì điều này, đúng thế, với thực lực của ông chủ muốn biết điều gì chẳng quá dễ dàng, nhưng cuộc sống như vậy thì còn gì thú vị, chỉ có giống như bây giờ hàng ngày mở tiệm, thỉnh thoảng quay phim mới là thú vị nhất, hơn nữa với thực lực của ông chủ, có lẽ đã sớm chán ghét những phân tranh không biết sợ kia, chỉ muốn trải qua cuộc sống yên bình như này, quả nhiên, khuôn mẫu của ông chủ khác xa với những gì nàng ta có thể hiểu được những lời tiếp theo của lạc xuyên cũng đã chứng thực suy nghĩ của an vi nhã hơn nữa ta chỉ cảm thấy hứng thú với những chuyện này mà thôi không cần phải lập tức đi truy hỏi đến cùng vì lý do này chẳng lẽ cuộc sống cứ yên bình như vậy không tốt sao ta hiểu rồi an vi nhã hít sâu một hơi nghiêm túc gật đầu nàng ta đã hiểu ý của lạc xuyên lạc xuyên thoáng thở vào nhẹ nhõm có vẻ an vi nhã đã quên câu hắn thuận miệng nói ra kia đúng rồi ông chủ vừa rồi ngươi nói bởi vì lười là có ý gì vậy Ngươi nghe nhầm rồi, cô, là thế sao, An Vi Nhã nghi hoặc mà vào đầu bức tóc, nàng ta tự hỏi trong lòng có phải nàng ta thật sự nghe nhầm rồi không, nàng ta lại liếc nhìn Lạc Xuyên, vẻ mặt của ông chủ không có vẻ giống như đang nói đùa, có lẽ, có thể, khả năng, nàng ta thật sự nghe nhầm rồi, vẻ mặt Lạc Xuyên bình tĩnh gật đầu với câu hỏi của An Vi Nhã, hắn biết lúc này trên mặt tuyệt đối không thể có bất cứ sự thay đổi nào, tuy hình tượng nam thần cao lãnh của hắn đã sớm sụp đổ gần hết rồi, nhưng Lạc Xuyên vẫn muốn cứu vãn một chút có lẽ vẫn có thể còn sót lại chút tàn tích mà đúng không vậy ông chủ tiếp tục làm việc đi an vi nhã quyết định không rối rắm chuyện này nữa đúng rồi có phải chuyện của ông chủ viết sắp xong rồi không bộ đầu tiên gần như sắp xong rồi lạc xuyên nói từng an vi nhã hơi gật đầu nàng ta chợt hạ giọng nói ông chủ có thể tiết lộ một chút không đệ đệ của nhân vật chính rốt cuộc là ai có phải long vương không an vi nhã cũng là một độc giả của lạc xuyên nàng ta thân là một thành viên của long tộc thấy lạc xuyên viết ra một kiểu long tộc hoàn toàn khác cảm giác vẫn rất kỳ diệu, không biết Lạc Xuyên lắc đầu, không biết ông chủ, ngươi là tác giả đó, An Vi Nhã tỏ vẻ bất mãn, ta đúng là tác giả, nhưng ta chưa bao giờ viết những thứ như phát thảo, hoàn toàn là nghĩ đến đâu viết ra đến đó, Lạc Xuyên xuề hai tay ra, thì ra là như thế sao, không biết An Vi Nhã đang nghĩ đến điều gì, hơi híp mắt lại, ông chủ, ngươi sẽ không viết bừa đoạn còn lại chứ, chắc chắn sẽ không, Lạc Xuyên vẫn rất tự tin vào khả năng kiểm soát cốt truyện của bản thân, giống như cuốn hiện tại này tiết tấu từ đầu đến cuối đều đồng nhất, chưa từng xuất hiện điểm hại như không hiểu nội dung câu chuyện là gì, nhưng hắn không hiểu vì sao càng ngày càng ít người xem, vì sao, thôi được, thật ra hắn đã gần như có thể đoán được lý do vì sao rồi, không gì khác hơn là ngày thường quá nhiều vì vậy dẫn đến thẩm mỹ mệt mỏi, nhưng mà, chú ý là nhưng mà, hắn mở tiệm không phải là như vậy sao, chẳng lẽ phải giết địch, giành bảo vật, gia cảnh bí hiểm các thứ giống như những người xuyên không khác trong sách, cho dù thật sự có chuyện như vậy, với thực lực thực tế của hắn không phải sửa qua cái thì có thể lập tức giải quyết tất cả vấn đề, thấy không phải bắt nạt người sao, Huống hồ lạc xuyên cũng không hứng thú với loại chuyện chém chém giết giết này, còn không bằng ở lại trong tiệm ngủ trưa, xem điện thoại di động ma huyễn, nói chuyện phím gì gì đó với yệt yên, những việc này không được thú vị như thám hiểm, vậy thì tốt rồi, nhận được bảo đảm của lạc xuyên, an vi nhã lập tức thở vào nhẹ nhõm, ngoài ra ta còn một câu nữa, nhất định phải viết cho lão đường chết sao, một bộ truyện hay, mỗi nhân vật bên trong đều sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho độc giả mỗi trải nghiệm của bọn họ đều sẽ đưa tới sự đồng tình của độc giả còn về vấn đề rốt cuộc có chết hay không này về cơ bản hầu hết suy nghĩ của các độc giả đều giống nhau nếu tác giả dám viết người ấy chết ta lập tức dám gửi cho ngươi một lưỡi dao gần như chính là như này nhân vật chính cần phải trưởng thành trong quá trình trưởng thành đương nhiên phải trả giá rất lớn lạc xuyên bóc một túi khoai tây chiên nhưng cũng không nhất định phải đây là điều cần thiết ký ức và ảnh hưởng do sống chết mang đến mới là sâu sắc nhất. Lạc Xuyên hơi dừng lại một chút, chẳng qua trẻ con yếu đuối dù thay đổi thế nào thì từ đầu đến cuối đều vẫn là trẻ con yếu đuối, người thì sẽ thay đổi, người trong tiểu thuyết cũng như vậy, nhưng có một số người cho dù trong đời đã trải qua những gì, trên người đến cùng đã xảy ra những thay đổi gì, đến một lúc nào đó quay đầu nhìn lại, mọi người sẽ ngạc nhiên phát hiện người dường như vẫn khác gì thuở ban đầu, cho dù bên ngoài trở nên nổi tiếng sáng chói, thân phận này vượt xa xưa nội tâm của trẻ con yếu đuối cuối cùng vẫn là trẻ con yếu đuối ban đầu kia, chẳng qua người ấy chỉ dùng lớp ngụy trang dày bọc kín bản thân lại. An Vi Nhã yên lặng nhìn Lạc Xuyên, sau đó khẽ thở dài, thật ra ta muốn tặng ông chủ chút lễ vật, tâm ý đã nhận, lễ vật thì miễn đi. Lạc Xuyên vất vất tay, ta không thiếu thứ gì. An Vi Nhã khẽ cắn môi, nàng ta không có ý đó, hơn nữa nhìn ông chủ hình như cũng không phải có vẻ không biết, bỏ đi, nàng ta chỉ là một độc giả bình thường, cũng chỉ có thể đưa ra chút đề xuất với Lạc Xuyên mà thôi, có thể được tiếp nhận hay không vốn không phải chuyện nàng ta có thể quyết định, với lại mặc dù có vẻ ngoài miệng ông chủ nói không có phát thảo, nhưng không chừng trong lòng đã quyết định hướng đi tiếp theo của câu chuyện từ lâu, chẳng qua không nói cho nàng ta thôi, quá đáng ghét, tuy dạo gần đây lạc xuyên thay đổi không ít, nhưng về mặt giữ bí mật những thứ mới lại không thay đổi một xíu nào, ông chủ tiếp tục bận đi, ta đi đây, an vi nhã giữ nguyên nụ cười trên mặt, chào tạm biệt lạc xuyên, ừ, lạc xuyên khẽ gật đầu, tiếp tục ăn khoai tây chiên, đưa mắt nhìn theo an vi nhã rời đi xem điện thoại di động ma huyễn một lúc hiện giờ cảm thấy không thú vị gì nữa hơn nữa thức dậy cũng một lúc lâu rồi trong bụng lạc xuyên truyền đến từng tiếng cồn cào khoai tây chiên chỉ là đồ ăn vặt đương nhiên không thể dùng để nhét đầy bụng thế mới nói bữa trưa nên ăn gì vừa rồi lạc xuyên đã suy nghĩ qua vấn đề này nhưng vẫn chưa có được câu trả lời có ba câu hỏi triết học khiến rất nhiều người đau đầu bữa sáng ăn cái gì bữa trưa ăn cái gì bữa tối ăn cái gì có một số người là hai câu bởi vì buổi sáng bọn họ không dậy nổi nên không ăn bữa sáng có một số người là bốn câu, bởi vì ban đêm bọn họ không ngủ được nên muốn ăn bữa khuya. Vì lẽ đó nên ngày thường Lạc Xuyên hoàn toàn không xoắn suýt về chuyện này. Yêu tử yên nấu cái gì thì hắn ăn cái đó, không kén ăn, tỷ tỷ ta đói. Yêu tử Nguyệt lắc cánh tay yêu tử yên, tỏ vẻ đáng thương, đói thì ra ngoài ăn. Yêu tử yên mỉm cười, như thể không hiểu ý của yêu tử Nguyệt, đồ bên ngoài ăn không ngon. Yêu tử Nguyệt tiếp tục lắc cánh tay yêu tử yên. Ta nhớ việc ngươi thích làm nhất khi đi đến thế giới loài người trước kia chính là tìm kiếm mọi thứ yêu tử yên nhớ lại chuyện đã qua, khác nhau mà, yêu tử nguyệt kêu gào, lúc đó tỷ tỷ nấu không ngon như này, cụ ta không có ý đó, ý đó là ý gì, yêu tử yên hiếp mắt cười hỏi, a, à, yêu tử nguyệt vắt não suy nghĩ, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được bây giờ nên nói cái gì, ta nói sai rồi có được không, chủ yếu do lâu lắm không được ăn đồ ngươi nấu, không phải mấy ngày trước vừa mới ăn xong sao, thanh viên ở bên cạnh bỗng chen miệng nói, Chuyện đó đã qua bao nhiêu ngày rồi, yêu tử nguyệt không nhịn được phản bác, a, à, cũng đúng, thanh viên chớp chớp mắt, ta nhớ sai rồi, yêu tử nguyệt nhạy bén nhận ra chỗ không đúng, trận trừng hai mắt, thế mà các ngươi không gọi ta, chủ yếu do ngươi không có ở tuyết phong cát, hình như lúc đó ngươi đi ra ngoài chơi với nhóm người cố vân hy, yêu tử yên cười nói, bảo với ta qua điện thoại di động ma huyễn là được mà, yêu tử nguyệt vẫn đắm chìm trong tiếc núi, không phải chỉ là một bữa cơm sao, cũng không phải sau này không được ăn nữa, thanh duyên vỗ vai yêu tử nguyệt, muốn ăn thì bảo tử yên nấu cho ngươi là được rồi, ngươi cảm thấy nàng sẽ tươi, ấy, hình như cũng đúng tâm trạng yêu tử nguyệt lập tức vui vẻ lên yêu tử yên nghe lời của hai người có hơi bất lực mà lắc đầu đứng dậy đi về phía lạc xuyên bởi vì đã đến giờ cơm trưa sau khi náo nhiệt đôi chút đại sảnh lại trở nên yên tĩnh rất nhiều nhóm người đường giật và an vi nhã đã ra ngoài buổi sáng ông chủ không ăn bữa trưa muốn ăn gì nào ta đi làm yêu tử yên dịu dàng nói ngươi xem rồi làm là được lạc xuyên dừng một chút lại bổ sung một câu ta không kén ăn cuộc trò chuyện quen thuộc yêu tử yên mỉm cười nàng gật đầu đáp được ta biết rồi ta cũng đi yêu tử nguyệt hào hứng đi theo chân yêu tử yên người biết nấu ăn sao yêu tử yên có chút tò mò hỏi đương nhiên yêu tử nguyệt chống nạnh dễ như vậy không phải việc gì cũng có thể làm bằng tay sao mấy ngày trước elena còn nói đồ ta nướng ăn ngon đấy vậy sao thế thì tốt rồi yêu tử yên khẽ gật đầu mặc dù trong lòng nàng cảm thấy có điểm nào là lạ nhưng cũng không nghĩ quá nhiều lát nữa ngươi đừng làm rối lên là tốt rồi sao có thể gọi là làm rối lên yêu tử nguyệt rất tự tin Ta phải để tỷ tỷ thấy kỹ năng nấu ăn trời ban của ta, được được được, ta rửa mắt chờ. Lạc Xuyên ngáp một cái, đứng dậy khỏi ghế sofa, vươn vai một cái rất dài. Trong đại sảnh chỉ có lác đác vài người, không khí trầm lắng lặng ngắt, không có chút sức sống nào. Xem ra việc chơi thiết bị thực tế ảo cả một buổi tối như vậy là gánh nặng rất lớn đối với tinh thần. Dù sao đơn thuần thức suốt đêm và đi suốt đêm trong thế giới giả lập là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, đương nhiên nếu ngủ trong thế giới giả lập thì lại là chuyện khác. Ông chủ, chơi bài không? Bộ Ly Ca nhận thấy động tác của Lạc Xuyên, gọi to với hắn, dù sao cũng đang rảnh rỗi, Lạc Xuyên đơn giản gật đầu đáp lại rồi đi tới. Sau đó hắn lập tức chú ý đến quần thâm bắt mắt của Bộ Ly Ca, đêm qua ngươi đã làm gì, còn có thể làm gì, không phải là dùng thiết bị thực tế ảo sao. Bộ Ly Ca vừa thành thạo sáo bài vừa đáp, Lạc Xuyên không lên tiếng, dùng thiết bị thực tế ảo mà có thể biến thành như bây giờ, coi như là hiếm thấy. Ngoài ra tình hình của Giang Thánh Quân ở bên cạnh Bộ Ly Ca không kém hơn là bao, ngáp ngắn ngáp dài, mặt có vẻ chưa tỉnh ngủ buổi chiều sẽ ngủ buồn một chút, Giang Thánh Quân dụi dụi mắt nói, Lạc Xuyên có chút tò mò rốt cuộc bọn họ đã làm gì ở trong thế giới giả lập, vì vậy thuận miệng hỏi một câu, chế độ giải trí, ừm, thế giới khoa lạc, bộ ly ca hơi gật đầu, mặt lập tức lộ vẻ bí hiểm, ông chủ, ngươi đoán đêm qua bọn ta đã làm gì ở thế giới khoa lạc, sao ta biết được, Lạc Xuyên lắc đầu, thân phận của các ngươi ở nơi đó là người chơi, không phải lúc nào ta cũng theo dõi mọi bước đi của các ngươi trong thế giới đó. Đương nhiên Lạc Xuyên có quyền theo dõi bất những gì các khách hàng làm với thiết bị thực tế ảo, nhưng hắn lười làm việc này, nên chắc chắn cũng sẽ không tự tiện nhìn trộm sự riêng tư của hàng. Vì vậy đối mặt với câu hỏi của bộ ly ca, Lạc Xuyên hoàn toàn không biết đáp án. Vùng hỗn độn, bộ ly ca chậm rãi nói ra một cái tên. Vùng hỗn độn, bộ ly ca nói với vẻ thần bí. Ở thế giới khoa lạc, cái tên này hoàn toàn có thể khiến một đứa trẻ nín khóc. Khu vực trung tâm của sự bùng nổ băng phôi, dù hiện nay băng phôi đã tan vỡ rất nhiều, nhưng vùng hỗn độn vẫn có thể gọi là tử huyệt của sự sống nếu không có đồ bảo hộ của thần linh bình thường sinh vật chỉ cần nghỉ ngơi ở vùng hỗn độn một thời gian thì sẽ bị những năng lượng băng phôi rải rác gặm nhấm đồng hóa và cuối cùng trở một thành viên của vô số thể xâm nhiễm lạc xuyên chỉ mới nghe nói về nơi đó hoàn toàn chưa từng đi đến đấy hắn không hứng thú gì với cái này các ngươi đến đó làm gì lạc xuyên hỏi với dân chúng thế giới khoa lạc vùng hỗn độn tuyệt đối là nơi chỉ sợ tránh còn không kịp cho dù nhà mạo hiểm táo bạo nhất cũng sẽ không đến đó trừ phi đầu óc có bệnh nhưng thân phận của khách hàng ở khởi nguyên thương thành trong thế giới khoa lạc là người chơi cho dù chết cũng có thể tùy ý sống lại có đồ bảo hộ này bọn họ đương nhiên làm việc không kiên kỵ gì tất nhiên phải phù hợp với quy tắc trò chơi tình huống giết người bừa bãi bị cấm tiệc nếu cố tình làm như vậy sẽ bị kéo thẳng vào sổ đen của thiết bị thực tế ảo cấm bước vào thế giới khoa lạc khách hàng của khởi nguyên thương thành không có chút dị nghị nào với điều này phép tắc của khởi nguyên thương thành còn ít sao rất bình thường huống hồ trong hiện thực cũng có rất ít người làm như vậy. Hành vi ma đầu vẫn luôn bị tất cả các chủng tộc chán ghét. Nếu là ân oán bình thường giữa những người tu luyện thì không ai nói. Nhưng nếu là lạm sát người vô tội nhất định sẽ khiến người người tức giận, tò mò. Bộ Ly Ca trả lời như chuyện hiển nhiên. Dù sao cũng không có việc gì, nên muốn tới đó xem thử. Thế các ngươi đã phát hiện cái gì? Lạc Xuyên Dân lên hứng thú, nói sao đây? Bộ Ly Ca gãi đầu gãi tai, chỗ đó rất kỳ lạ. Ta à đúng rồi, ta còn quay lại video. Khách hàng dùng thiết bị thực tế ảo ở thế giới giả lập, họ sẽ có quyền được quay lại video và chụp ảnh, điểm này giống như điện thoại di động ma huyễn. Vì vậy trong video khởi nguyên có không ít video chiến lược đều là do các người chơi tải lên. Đương nhiên còn có rất nhiều loại hình khác, chẳng hạn như tìm kiếm mỹ thực thế giới khác, tìm kiếm nguyên vật liệu, vẽ ma pháp trận. Nói tóm lại, cái gì cần có đều có. Chỉ vài tháng từ khi ra mắt đến nay, phiên bản thế giới khác của trạm tiểu phá đã phát triển khá hoàn thiện. Bộ ly ca lấy điện thoại di động ma huyễn ra, mở video quay lại sau đó đưa cho lạc xuyên lạc xuyên tò mò nhận lấy thời gian tất nhiên là buổi tối màn đêm dày đặc thời tiết dường như không tốt lắm bầu trời đêm giống như một tấm màn đen tuyền trông rất ngột ngạt tia sáng lờ mờ nhưng vẫn có thể nhìn rõ ràng cảnh vật dùng từ ngữ chuyên ngành để nói thì đó hình như gọi là gam màu gì gì đó lạc xuyên không biết nhiều về thứ này nhưng có một việc hắn có thể chắc chắn đó chính là những hình ảnh quay được tuyệt đối vượt xa hơn hẳn bất cứ máy ảnh chuyên nghiệp nào của kiếp trước độ phân giải của điện thoại di động ma huyễn cũng vượt xa độ phân giải của bất cứ thiết bị chuyên nghiệp nào ở kiếp trước. Văn minh nhân loại trái đất vốn không thể so với khoa học kỹ thuật trên này. Trong video có bộ ly ca và giang thánh quân, hai người cố gắng hạ thấp giọng, vẫn chưa tới sao, đi lâu như vậy rồi, bây giờ ta hối hận rồi, rảnh rỗi không có việc gì mới đi tới nơi quỷ quái này với ngươi. Hả, cái tên này, không phải đề xuất của ngươi à, đi đến nửa đường mới nói bản thân không biết ma pháp truyền tống, năng lượng nơi này quấy nhiễu lớn như vậy, ngươi cảm thấy có thể dùng ma pháp truyền tống từ tiếng nói để phán đoán hai người hẳn đang cãi nhau khụ khụ ông chủ không cần để ý những thứ này nó sẽ xuất hiện ngay thôi vẻ mặt bộ ly ca có chút xấu hổ nhắc nhở cuộc trò chuyện trong video vẫn đang tiếp tục lại nói chúng ta sắp đến rồi chứ năng lượng băng phôi ở đây càng lúc càng nồng đậm không biết nó không hiển thị trên bản đồ nhưng dựa theo lời nói để phán đoán phương hướng thì hẳn là nơi này chúng ta sẽ không gặp phải đội quân thể xâm nhiễm chứ nói đùa gì vậy không thể víu Hai tiếng hít khí lạnh lại vang lên gần như cùng một lúc, hình ảnh trên màn hình cũng dừng lại theo, đó là một khung cảnh cực kỳ rực rỡ, trong bóng đêm mịt mù vô số thực vật bán tinh thể phát sáng tỏa ra lấm ta lấm tấm, mặt đất trải rộng đủ loại tinh thể năng lượng quái dị giống như châu báu được thảm nạm trên mặt đất liên tiếp lộ ra, kéo diện tận cùng bóng tối, chỉ xét riêng những thứ này, tất cả đều tựa như là những cảnh tượng trong mơ chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ, điều kiện tiên quyết là có thể quên đi dấu vết bị băng vôi ăn mòn khắp nơi, mùi độc tính vật chất gây mũi tản ra trong không khí và vô số thể xâm nhiễm đang chậm rãi trường ra từ trong gần thủy tinh kia đây là lần đầu tiên lạc xuyên thấy cảnh tượng như vậy hắn không khỏi sửng sờ một chút hình ảnh cũng biến mất theo sao đã hết rồi lạc xuyên nhíu mày nhìn bộ ly ca bộ ly ca lại bất lực xuề tay ra chắc là tiếng bọn ta phát ra có hơi lớn cho nên bị thể xâm nhiễm phát hiện hoàn toàn không kịp phản ứng thì ra là như thế lạc xuyên hơi gật đầu trả lại điện thoại di động ma huyễn cho bộ ly ca chỗ bọn ta tới chỉ có thể coi là khu vực rìa của vùng hỗn độn, còn cách trung tâm rất rất xa, có trời mới biết vào sâu bên trong là cảnh tượng gì. Giang Thánh Quân thở dài, không quá khi nói, khung cảnh của vùng hỗn độn thậm chí có thể sánh ngang với những nơi hắn từng thấy của một vài khách hàng chia sẻ cảnh tượng trong không gian ác mộng. Theo như mắt thường có thể thấy, thế giới chỉ toàn dấu vết do năng lượng băng phôi ăn mòn để lại, việc chỉ có trong tưởng tượng này lại thật sự tồn tại ở một thế giới khác, hơn nữa còn phơi bày ra dáng vẻ sinh động như vậy ở trước mặt hắn thật ra không chỉ giang thánh quân và bộ ly ca mà còn có rất nhiều khách hàng của khởi nguyên thương thành bọn họ không cảm thấy gì nhiều với những nguy hiểm mà thế giới khoa lạc phải trĩ chỉ. chỉ có trong phim quảng cáo kia mới chính thức hiểu được ý nghĩa của các thứ như ca thì ra đây chính là băng phôi sao thiên tai thứ chín có chút đáng sợ đó nhưng lập tức cùng đó hiểu rõ ràng lạc xuyên rất lợi hại như nào khái niệm sự kinh khủng của băng phôi cũng như thế bọn họ quả thật biết băng phôi là thảm họa vô cùng nghiêm trọng thậm chí có thể khiến nền văn minh của toàn bộ tinh cầu gần như bị diệt sạch, nhưng rốt cuộc nghiêm trọng cỡ nào, vậy cũng có thể cuộc câu trả lời thông qua trí tưởng tượng, nhưng bây giờ, cuối cùng bọn họ đã thấy được khung cảnh thật sự, dù sao việc đầu tiên mà Bộ Ly ca và Giang Thánh Quân làm không phải chửi thề thì đã xem như khá bình tĩnh rồi, không hợp lẽ thường, hoàn toàn không hợp lẽ thường, có lẽ cũng gần như ở đây, Lạc Xuyên thuận miệng nói, ánh mắt rơi vào trên lá bài bản thân vừa mới lấy được, ông chủ, có phải ngươi biết chút gì đó không? Bộ Ly ca tò mò hỏi ta không biết gì cả lạc xuyên lắc đầu chung quy ta cũng giống như các ngươi chưa từng tiến vào vùng hỗn độn bộ ly ca thầm biểu môi trong mắt tràn đầy câu gạt quỷ hả vẻ mặt của giang thánh quân cũng gần như thế đương nhiên hắn ta cũng thức thời không hỏi nhiều lạc xuyên nói như vậy chắc chắn là không muốn bàn luận thêm về chủ đề này sau khi chơi đấu địa chủ khoảng nửa tiếng bộ ly ca và giang thánh quân đói không chịu nổi bọn họ đành chào tạm biệt lạc xuyên rồi đi ra ngoài kiếm đồ ăn lạc xuyên cũng đứng dậy vương vai một cái bắt đầu mong chờ những món yêu tử yên sẽ nấu cho bữa trưa. Điều chưa biết thường hay làm người khác mong chờ nhất, giống như trò chơi rút thẻ thế giới 2D, người không bao giờ biết tiếp theo sẽ rút được người vợ nào, hình như có chỗ nào không đúng lắm, nhưng đúng là ý này, lạc suy nghĩ một chút, định đến phòng bếp xem một chút, có lẽ có thể giúp được gì đó, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị rời khỏi đại sảnh, mơ hồ có tiếng nổ nặng nề vang lên, hơn nữa phán đoán từ hướng của tiếng động, hình như chính là chỗ của phòng bếp, thế nên yêu tử yên đã làm cái gì vậy, chờ chút, có lẽ không phải yêu tử yên làm hình như vừa rồi hắn thấy yêu tử nguyệt cũng đi theo chung với yêu tử yên lạc xuyên chuẩn bị đi qua xem một chút những người phục vụ của tuyết phong các đều không cảm thấy ngạc nhiên với chuyện này không còn xuất hiện tình trạng tụ tập vây quanh như trước dù sao cũng không được ăn tới đó làm gì lạc xuyên đi trên hành lang dẫn đến phòng bếp trong không khí bay thoang thoảng mùi thức ăn dụ người hắn càng cảm thấy đói hơn nếu phân biệt kỹ lưỡng có thể lờ mờ phân biệt được một chút mùi hương kỳ lạ trong đó như là thứ gì đó bị nướng cháy rồi từng vì vậy nên rốt cuộc yêu tử nguyệt đã làm gì rồi là tỉ muội tài nấu nướng của yêu tử nguyệt và yêu tử yên sẽ không là hai thái cực chứ lạc xuyên rất hiếu kỳ trong lúc đang suy nghĩ miên man cuối cùng hắn đã đi đến phòng bếp từ trong cửa truyền đến tiếng trò chuyện mơ hồ ngươi làm món gì đây hì hì đây là món ta tự nghĩ ra lúc đó hư gia gia đã khen ta rất lâu đó ách ngươi khẳng định là khen sao lạc xuyên đẩy cánh cửa khép hờ ra bước vào phòng bếp liếc mắt đã thấy được bóng dáng của yêu tử yên và yêu tử nguyệt cùng với một chiếc đĩa đang được để ở trước mặt họ, một chiếc đĩa đèn, không nhìn ra là món gì, mùi khét lẹt trong không khí càng nồng nặc hơn. Ông chủ, ngươi tới rồi, yêu tử nguyệt vui vẻ chạy chậm sang chỗ hắn, lạc xuyên bỗng có một linh cảm không tốt, giờ hắn đi còn kịp không? Nói ra có thể ngươi không tin, ta chỉ đi ngang qua đây để xem, ta còn có việc đi trước, đừng vội rời đi mà, thử đồ ăn ta làm rồi hẳn đi. Lạc xuyên bị yêu tử nguyệt kéo đến cạnh bàn, trong lòng xoắn xuýt mà nhìn chầm chầm vào vật thể không xác định ở trên đĩa thứ này gọi là đồ ăn lạc xuyên cân nhắc câu từ một chút ta nghĩ có thể ngươi đã hiểu sai gì đó về đồ ăn nhìn những món yêu tử yên làm bên cạnh sắc hương vị đủ cả hoàn toàn thuộc loại chỉ cần ngửi mùi là có thể ăn ba bát cơm lớn trên mặt yêu tử yên nở một nụ cười thản nhiên không nói gì mặc dù có hơi thất bại nhưng chắc chắn thuộc loại có thể ăn được yêu tử nguyệt lấy ra lời thề son sắc cam đoan có thể ăn thì có thể ăn nhưng liệu có chết người hay không thì không biết ngươi làm món gì đây lạc xuyên bị yêu tử nguyệt nhét một đôi đũa vào trong tay cá nướng, yêu tử nguyệt vui vẻ trả lời, lại tiếp tục nhỏ giọng bổ sung một câu, chỉ là nướng có hơi xém, nhưng không ảnh hưởng gì nhiều, có hơi, xém, lạc xuyên dùng đũa chọc chọc vật thể không xác định được yêu tử nguyệt gọi là cá nướng, có lẽ là do văn hóa khác biệt, ta hay gọi tình trạng này là than, a à, ha ha, không cần để ý những chi tiết này, hình như vừa rồi ta nghe thấy tiếng nổ, lạc xuyên nhớ tới tiếng động nghe thấy lúc ở đại sảnh, nổ, chắc là cái này, yêu tử yên chỉ chỉ một đống xác trong góc, Mơ hồ có linh lực còn sót lại đang liên tục thoát ra khỏi đó, đó là cái gì? Ma pháp trận. Tử Nguyệt dùng cái đó tăng thêm nhiệt độ cho cá nướng, còn nói như vậy có thể tăng mùi vị và hương vị, là ta nông cạn, cá nướng trước mặt, thứ được gọi là cá nướng, Lạc Xuyên nhìn thế nào cũng không thuộc phạm trù đồ ăn, lại nói thứ này thật sự có thể ăn. Lạc Xuyên có sự nghi ngờ với cái thứ này, ngươi đã thử mùi vị chưa? Lạc Xuyên quay đầu nhìn về phía yêu tử Nguyệt, dĩ nhiên chưa. Yêu tử Nguyệt trả lời như lẽ đương nhiên, đây là ta làm riêng chỉ có ông chủ mới có thể nếm thử nó đầu tiên, thật đúng là vinh hạnh, Lạc Xuyên khẽ thở ra một hơi, trong lòng đã đưa ra quyết định, có gì đáng sợ, không phải chỉ nếm thử mùi vị sao, ngay cả độc đan hắn cũng có thể dùng để ăn như đồ ăn vặt, chẳng lẽ còn phải sợ một món ăn bình thường, hình như không liên quan gì với hai chữ bình thường, bỏ đi, điều này không quan trọng, hơn nữa lúc yêu tử Nguyệt làm ra yêu tử Yên cũng ở đây, cho nên sẽ không sao cả, Lạc Xuyên nắm chặt đôi đũa trong tay, tìm kỹ bên trong cá nướng một chút, miễn cưỡng tìm được chút phần có vẻ như là thịt cá, tiếp đó cẩn thận đưa vào trong miệng nếm thử, yêu tử nguyệt nhìn lạc xuyên mong chờ, yêu tử yên nghĩ một chút, yên lặng đi sang bên cạnh rót cho lạc xuyên cốc nước, lạc xuyên, lạc xuyên, khụ khụ khụ, hắn chỉ cảm thấy một mùi vị khó mà dùng từ ngữ miêu tả bung ra ở trên đầu lưỡi, hơn nữa trong thời gian cực ngắn chạy đi khắp người, mỗi một tế bào trên người đều đang phát ra tiếng kháng, nó dường như đạt đến một phần trăm, không, một phần mười mùi vị của loại trái cây có thể thanh tẩy linh hồn do hệ thống cung cấp yêu tử yên đưa cốc nước cho lạc xuyên ông chủ mùi vị thế nào vẻ mặt yêu tử nguyệt chờ mong phản ứng của ông chủ lớn như vậy chắc chắn rất ngoài dự đoán của hắn nói thật nếu không phải bởi vì đã hiểu rõ lạc xuyên thậm chí sẽ cho rằng yêu tử nguyệt tới mưu sát hắn trong nháy mắt vừa rồi ta dường như đã thấy được a gia thốt lạc xuyên hít sâu một hơi sâu kín nói a gia thốt thần sáng thế của lô hả cái gì yêu tử nguyệt không hiểu lúc nào lạc xuyên cũng nói mấy thứ kỳ lạ những lời bọn họ không hiểu được yêu tử yên cũng tò mò nhìn lạc xuyên chờ đợi câu tiếp theo của hắn là thần nấu ăn bảo hộ ngươi lạc xuyên buông đổ xuống đột nhiên hắn không còn thấy đói bụng nữa từng đây là đang khen ta sao yêu tử nguyệt lập tức vui vẻ nhưng ông chủ không phải trước kia ngươi nói bản thân không quen biết thần linh sao đã có chuyện gì xảy ra với thần nấu ăn này không cần để ý những chi tiết này lạc xuyên lắc đầu uống một hơi cạn sạch nước trong cốc sau đó vỗ vỗ bả vai yêu tử nguyệt, ý tứ sâu xa nói, sau này làm thứ gì nhớ phải tự nếm thử mùi vị trước, may mà cơ thể của hắn xem như bách độc bất xâm, đổi lại là những người khác không biết sẽ xảy ra chuyện gì, chẳng qua nói đi vẫn phải nói lại, yêu tử nguyệt hình như thật sự có tài năng luyện chế độc dược, yêu tử nguyệt nghĩ một chút cũng cầm đũa, tùy tiện gấp một miếng bỏ vào trong miệng, ta cảm thấy bản thân làm không tệ lắm mà, mùi vị, biểu cảm trên mặt nàng cứng đờ, trầm mặt vài giây, dường như đã đưa ra quyết tâm rất lớn mới quyết định nuốt thứ trong miệng xuống nói ra lời tiếp theo rất ngon yêu tử nguyệt nhận lấy cốc nước mà yêu tử yên đưa uống cực 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 hết sạch nước trong đó lúc này mới thở ra một hơi dài ở đây không có người ngoài cần phải nuốt xuống sao yêu tử yên có hơi buồn cười nhìn nàng ông chủ cũng ăn rồi yêu tử nguyệt lè lưỡi ngươi có thể so với ông chủ sao những độc đan có thể có ảnh hưởng đến tôn giả đều bị ông chủ ăn như đồ ăn vặt sao nghe lời này có vẻ kỳ lạ vậy hắn có nên nói ra không Lạc Xuyên quyết định không bận tâm về vấn đề này nữa, ông chủ bê những món này lên giúp ta với, Yêu tử Yên nói với Lạc Xuyên, ta cũng tới giúp, Yêu tử Nguyệt xung phong nhận việc, còn đĩa cá nướng mà nàng làm đã sớm được tinh lọc thành năng lượng tự do thuần khiết nhất giữa trời đất, lịch sử đen tối tan biến thì tốt rồi. Nói tóm lại, bữa sáng cũng có thể gọi là bữa trưa, đã được ăn trong phòng của Yêu tử Yên, bởi vì lý do có thêm một Yêu tử Nguyệt, cho nên ồn ào hơn nhiều so với mọi khi, tiếng nói trong trẻo êm tai gần như chưa từng dừng lại lạc xuyên hơi ngạc nhiên tại sao nàng có thể có nhiều lời để nói như vậy là do bị mộng trường không ảnh hưởng sao có điều nói đi vẫn phải nói lại thiếu nữ xinh đẹp nói nhiều cũng không khiến người ta chán ghét nổi đây quả nhiên là một thế giới nhìn mặt may mà lạc xuyên không cần lo lắng điều này dù sao hắn cũng có giá trị nhan sắc cao nhất cuốn sách này no rồi yêu tử nguyệt cực kỳ không có hình tượng ngồi phịch lên ghế ai sẽ dọn dẹp những thứ này lạc xuyên không lên tiếng yêu tử yên cũng không lên tiếng thôi được ta sẽ dọn dẹp được chưa thật là chỉ biết sai mỗi ta yêu tử nguyệt vừa dọn dẹp vừa lẩm bẩm, đồ không nhiều, đồ ăn trong đĩa cơ bản đã được ăn sạch, nên chỉ cần chồng lên rồi bê tới phòng bếp là được, ta không làm phiền hai người các ngươi nữa, đi trước đây, yêu tử nguyệt bê bát đĩa, sau khi cười hì hì để lại câu nói này, nàng lập tức khép cửa phòng lại, trong phòng lần nữa chỉ còn lại lạc xuyên và yêu tử yên, luôn cảm thấy cảnh tượng này dường như khá quen, như thể nó đã xảy ra ở mấy chục chương trước, chẳng qua so với lần trước thì lần này hai người lại tự nhiên hơn nhiều, ít nhất không khí không còn ngượng ngùng như vậy. Ông chủ, khi nào chúng ta đi, yêu tử yên thuận miệng hỏi, hai ngày nữa, không cần vội, lạc xuyên liếc nhìn điện thoại di động ma huyễn, dù sao khởi nguyên thương thành đã có hổ cùng trong coi, cho dù không có thì nó dường như vẫn có thể vận bình, yêu tử yên không nhịn được nở nụ cười, nàng chống cầm hỏi, sao trước đây ngươi lại nghĩ đến việc nhận hổ cùng làm vật cưỡi, lạc xuyên thở dài, chuyện này đủ để gọi là lịch sử đen tối, không phải lúc đó di tích thượng cổ xuất hiện sao, ta đi nửa đường thì gặp hổ cùng, không biết lúc ấy nó nghĩ sao mà lập tức ra tay với ta tính cách của hắn ta chính là như vậy trước kia khi ta vẫn chưa rời đi hắn ta đã bị ta đánh không ít lần yêu tử yên cười nói lạc xuyên trong khi ở chung hàng ngày hắn sẽ thường xuyên bỏ quên việc yêu tử yên là cường giả tôn giả tôn giả cho dù thấp nhất cũng là sự tồn tại có thể đi nghênh ngang trên thiên lang đại lục thiên tinh đế quốc lợi hại nhưng ngoài mặt có cơ vô hối và bạch lão là lợi hại nhất thì chỉ là vấn đạo đỉnh cao không phóng đại chút nào khi nói thế lực có được tôn giả hoàn toàn có thể dễ dàng bước lên tầng cao nhất của thiên lang đại lục đừng nghĩ rằng số lượng tôn giả trong những khách hàng của khởi nguyên thương thành nhiều đã cảm thấy tôn giả không đáng giá đó là bởi vì trước mắt mới chỉ có những cường giả đỉnh cao của mỗi khu vực trong thiên lang đại lục mới có năng lực vượt qua khoảng cách xa như thế để đi tới khởi nguyên thương thành hơn nữa những người này chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong số khách hàng của khởi nguyên thương thành hiện tại còn những khách hàng bình thường khác lạc xuyên không mấy để ý sau đó thì sao ông chủ nói tiếp đi yêu tử yên thúc giục sao ta nhớ trước kia đã nói chuyện này rồi lạc xuyên có chút bất lực vậy thì nói lại lần nữa đi lạc xuyên khẽ thở dài gật đầu đồng ý được 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 nói đến đâu rồi hổ cùng không biết tự lượng sức mình ra tay với ông chủ lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều như vậy chỉ cảm thấy khoảng cách đến di tích thượng cổ còn rất xa có phương tiện thay cho đi bộ thì quá tốt nên không để ý việc hắn ta ra tay với ta sau đó ông chủ đã nhận hổ cùng làm vật cưỡi đúng vậy bây giờ có hơi hối hận dù sao ta cũng không thường xuyên ra ngoài có vật cưỡi có ích gì đâu ngày thường lạc xuyên đều ở lại trong khởi nguyên thương thành dù ra ngoài thì cũng thường đi dạo trong thành phố đương nhiên vốn không cần vật cưỡi về việc đi xa ngoài di tích thượng cổ hình như còn có kỳ xuyên và hải vực thật ra kỳ xuyên không quá xa còn hải vực với tốc độ của hổ cùng đến nơi chỉ e đồ ăn đã lạnh nếu để hổ cùng biết những lời này của ông chủ hẳn sẽ rất đau lòng yêu tử yên trầm ngâm không phải ngươi không nói cho hắn ta biết là được rồi sao lạc xuyên nói như lẽ đương nhiên yêu tử yên không khỏi nở nụ cười tính cách của ông chủ vẫn không thay đổi một chút nào hai người không còn gì để nói, mỗi người cầm một chiếc điện thoại di động ma huyễn, giống như đang ở khởi nguyên thương thành vậy, dường như không có bất cứ thứ gì thay đổi, lại dường như đã có thứ gì đó thay đổi, thể hiện rõ nhất hẳn là chỗ ngồi. Trước kia, khi ở khởi nguyên thương thành hai người đều việc ai người nấy làm, vốn thuộc kiểu không liên quan gì đến nhau, được rồi, bây giờ cũng thế, nhưng hai người ngồi sát bên nhau, lạc xuyên có thể ngửi được mùi hương trong veo nhàn nhạt trên người yêu tử yên ở bên cạnh. Chúng ta rời đi như thế nào? Yêu tử yên lại nghĩ tới một vấn đề vẫn như lúc tới, để An Vi Nhã giúp, nàng đã trải nghiệm cưỡi rồng lớn đi xa một lần, ấn tượng để lại cực kỳ sâu sắc, Lạc Xuyên suy tư lắc đầu, cứ làm phiền An Vi Nhã như vậy có chút không tốt lắm, trực tiếp mở cửa truyền tống về là được, nếu hắn nói chuyện này với An Vi Nhã, nàng ta cơ bản sẽ không từ chối, có lẽ còn có thể rất vui vẻ đồng ý, tính cách của An Vi Nhã vốn là như vậy, chỉ có điều Lạc Xuyên lại không muốn làm như thế. Một lần lúc ra cửa như thế là đủ rồi, nếu trở về cũng chọn dùng cách như thế, cảm giác cực kỳ quái đảng hơn nửa việc cưỡi rồng lớn bay này lúc đầu vừa nghe quả thật rất thú vị rồng lớn chính là chủng tộc trong truyền thuyết từ trước đến nay chưa có ai ở thiên lang đại lục từng trải nghiệm này nhưng khi thật sự leo lên lưng an vi nhã đặt bản thân ở giữa không trung hình như đã từng có chuyện như vậy không có gì đặc biệt lúc đó hơn nửa thời gian buổi sáng hình như đều bị lạc xuyên dùng để ngủ còn những khách hàng khác đánh bài xem điện thoại di động ma huyễn ăn gì đó dù sao làm gì cũng có làm giống như chơi xuân may mà an vi nhã không quan tâm mấy chuyện này Động tĩnh của những người này ở trên lưng nàng vốn không là gì, được rồi, lý do quan trọng nhất chính là Lạc Xuyên không muốn hứng gió lạnh thổi cả nửa ngày trên lưng rồng thôi. Đúng rồi, hình như An Vi Nhã có tấm chắn năng lượng, nhưng chuyện đó không quan trọng, thật ra lý do Lạc Xuyên không muốn làm phiền An Vi Nhã rất đơn giản, sợ phiền phức. Nếu thật sự vẫn giống như lúc tới, để An Vi Nhã hóa thành rồng lớn đưa mọi người về, quả thật không có vấn đề gì, xét từ góc độ thực tế có thể thực hiện rất dễ dàng nhưng điều kiện tiên quyết là phải giấu dân thường của kỳ xuyên để tránh dẫn tới hỗn loạn dù sao không phải người ở nơi nào cũng từng thấy các sự kiện lớn như người dân của thành cửu diệu sau đó còn phải tập hợp các thứ nữa mọi việc rời rạc cộng lại thật phiền phức so ra cửa ánh sáng truyền tống đơn giản nhanh và tiện hơn nhiều có thể trở về thẳng từ tuyết phong cát không tốn thời gian cũng không vụn vặt nhiều việc linh tinh như vậy khoảng thời gian trước khi đang quay phim giang nhã thường đã dùng cách này để về thành cửu diệu ta thấy ông chủ đang ngại phiền phức, yêu tử yên rất dễ dàng đã đoán được nguyên do dựa vào tính cách của lạc xuyên. lý do đó chỉ là một phần, lạc xuyên nhấn mạnh, vân vân vân, một phần, yêu tử yên cười gật đầu, một phần lý do khác là điều gì? không phải vừa mới nói rồi sao? dù sao vẫn không thể làm phiền người khác. thật ra ta cảm thấy an vi nhã rất vui, hai người cứ một hỏi một trả lời như vậy, giống như trước kia ở khởi nguyên thương thành, trong bình thường lại có ấm áp. lạc xuyên buông điện thoại di động ma huyễn xuống, không nhịn được ngáp một cái, mắt có chút khô khốc có lẽ là do đêm ngủ không ngon dù hắn đã ngủ đến tận trưa rồi bây giờ vẫn cảm thấy hơi buồn ngủ muốn đi ngủ trưa nhưng lý trí của lạc xuyên nói cho hắn biết nếu thật sự ngủ trưa e rằng sẽ rơi vào vòng tuần hoàn ác tính ngủ trưa rồi đêm chắc chắn lại không ngủ được không ngủ được chỉ có thể xem điện thoại di động ma huyễn như vậy thì đồng nghĩa với thức đêm sáng mai sẽ lại không dậy nổi vòng tuần hoàn đi lặp lại vậy lạc xuyên quyết định phải tránh tình huống như thế xảy ra buồn ngủ thì buồn ngủ nhịn một chút rồi sẽ qua cũng không phải chuyện gì đáng ngại, ông chủ buồn ngủ à, yêu tử yên chú ý tới động tác của Lạc Xuyên, nàng chỉ chiếc giường lớn ở phía sau, cười nói, hay là ngủ ở đây một lát đi, Lạc Xuyên rơi vào trầm tư, quên đi, tuần hoàng thì tuần hoàng, cũng không phải chuyện ghê gớm gì, cái chính là hiện giờ hắn thật sự muốn ngủ trưa, đi ngược lại bản năng của cơ thể có chút không tốt lắm, ừm, đúng thế, chính là như vậy, Lạc Xuyên gật đầu, đứng dậy khỏi ghế sofa, nghĩ nghĩ lại căn dặn một câu, lát nữa nhớ gọi ta dậy, ta chỉ ngủ hai tiếng, không thì tối lại không ngủ được ừ rõ rồi yêu tử yên cười đáp trong tuyết phong cát đồ dùng được cung cấp của mỗi phòng về cơ bản đều tương tự nhau tất nhiên nếu thấy không hài lòng cũng có thể đổi lại chăn đệm mà yêu tử yên sử dụng chắc là tự mang đến màu hồng nhạc vô cùng nữ tính hơn nửa đầu giường còn để mấy cái gối búp bê hình thù kỳ quái lạc xuyên nhớ rõ sự chuẩn bị của yêu tử yên trước khi tới đây nàng gần như dọn sạch cả nhà bếp nhưng hình như không dùng đến mấy căn phòng của nàng cũng gần như thế theo lời của yêu tử yên thì việc này tính là lo trước khỏi họa nếu không phải lạc xuyên ngăn lại nàng thậm chí còn muốn nhét cả giường của mình vào trong không gian giới chỉ không thể không nói không gian giới chỉ là một phát minh thật vĩ đại mang đến sự tiện lợi cực lớn cho người siêu phàm tránh những rắc rối khi ra ngoài với túi to túi nhỏ nhưng nói đi cũng phải nói lại khi còn ở khởi nguyên thương thành lạc xuyên chỉ mới qua phòng yêu tử yên mấy lần lý do rất đơn giản lúc yêu tử yên rời giường lạc xuyên thường vẫn đang ngủ cho dù thỉnh thoảng lạc xuyên dậy sớm, hắn cũng không rảnh đến mức đẩy cửa phòng yêu tử yên ra xem gì đó, vô cớ xông vào phòng con gái, thế nào cũng có cảm giác mưu đồ bất chính, lắc đầu, gạt những suy nghĩ lộn xộn này đi, lạc xuyên nghĩ một chút rồi quay đầu nhìn yêu tử yên ở sau lưng, ta thật sự ngủ ở đây đấy, yêu tử yên bật cười, yên tâm ngủ đi, có được lời khẳng định của yêu tử yên, lạc xuyên lên giường, đắp chăn, đúng là thoải mái hơn giường của hắn nhiều, hơn nữa còn có mùi thơm thoang thoảng, hắn ngáp một cái, nhắm mắt lại, Ý thức nhanh chóng trở nên mơ hồ, Yêu Tử Yên nhìn điện thoại di động ma huyễn trong tay, nàng đang đọc chương mới nhất của Võ Phá Thương Khung, trên đó đã viết đến khái niệm phù hỏa, cái gọi là phù hỏa là hỏa diễm đặc biệt do trời đất sinh ra, các loại khác khao có tác dụng đặc biệt khác nhau, thu thập linh hồn, tu luyện khả năng gian lận, sức mạnh siêu hủy diệt, trong trời đất tổng cộng có 23 loại phù hỏa, chúng là thần vật trời đất mà vô số luyện dược sư mơ ước, có điều phù hỏa đều cực kỳ cuồng bạo ngày thường khó có duyên gặp được, dù có gặp cũng rất khó lấy về làm của riêng. rất nhiều luyện dược sư dành cả đời tìm tòi, nghiên cứu nhưng đến việc nhìn thấy chúng cũng là hy vọng xa vời. với sự giúp đỡ của ông cụ trong chiếc nhẫn, nhân vật chính đã dấn thân vào con đường tìm kiếm phù hỏa. có lẽ vì lý do nhiễu loạn thông tin, cuốn tiểu thuyết do Lâm Viễn Sương viết và cuốn đời sau có chỗ khác nhau nhưng hiệu quả vẫn như nhau. tất nhiên Lạc Xuyên biết điều này nhưng hắn không bình luận về nó. Shincai Makoto cũng xuất hiện rồi thêm võ phá thương khung bản dị giới là chuyện rất bình thường, đúng không? Bởi vì sự xuất hiện của phù hỏa, nhiều độc giả cũng bắt đầu thảo luận về chuyện này. Đừng quên rằng thiên lang đại lục cũng là thế giới huyền huyễn, không phải không thể xuất hiện loại hỏa điểm siêu cấp nhựa. Trên đời thật sự tồn tại thứ như phù hỏa sao? Chắc chắn có, ta đã sắp xếp xong hành lý, chuẩn bị đi sa mạc lớn ở Nam Cương. Chúc người anh em thuận buồn xuôi gió. Ta hỏi tác giả rồi, nàng ta nói đó là do nàng ta bị ra. Ha, ngươi nghĩ ta sẽ tin ư? trên đời này chắc chắn có phù hỏa, có lẽ phù hỏa chỉ đồng nghĩa với hỏa diễm đặc biệt, không ít luyện dược sư của dược cốc có hỏa diễm đặc biệt. Cuộc thảo luận về phù hỏa rất nóng, có nhiều bài đăng và dòng trạng thái liên quan đến nó, xem ra các khách hàng này đã lẫn lộn giữa hư cấu và thực tế, nghĩ kỹ một chút, chuyện này dường như cũng không có gì không đúng, dù sao thì thiên lang đại lục vốn cũng có rất nhiều hỏa diễm đặc biệt, thâm hải băng viêm của vệ diệt là một trong số đó, vậy nên, cuộc thảo luận của các khách hàng là có căn cứ thực tế. Có câu nói thế nào mà ngươi một câu ta một câu, ngày mai Tam Thúc sẽ vào tù, bởi vì những điều trong bút ký tương ứng với thực tế, cụ cụ, không thể nhiều lời về chuyện này. Yêu Tử Yên không có ý kiến gì, nàng chỉ cảm thấy thú vị thôi, dù sao nàng cũng không cần cái gọi là phù hỏa này, xem náo nhiệt là được rồi. Sau khi xem xong chương mới nhất, nàng ngẫm nghĩ rồi để lại quan điểm của mình ở phần bình luận. Yêu Tử Yên đặt điện thoại di động ma huyễn xuống, duỗi người một cái, sau đó nhìn lại phía sau, Lạc Xuyên trùng chăng, nằm nghiêng người quay mặt về phía nàng hít thở nhẹ nhàng xem ra đã ngủ rồi yêu tử yên đã nhìn thấy dáng vẻ khi ngủ của lạc xuyên nhiều lần các đường nét trên gương mặt hắn trông có vẻ dịu dàng hơn lúc tỉnh nhiều có lẽ là hắn mơ thấy gì đó còn chép miệng mấy lần điều này khiến yêu tử yên không nhịn được cười bây giờ có thể nói là lạc xuyên không có chút cảnh giác nào được rồi bình thường hình như cũng vẫn vậy thật ra nàng cũng khá giống lạc xuyên khi hai người ở cùng nhau về cơ bản chưa từng dùng đến thực lực của bản thân đối với cường giả cảnh giới công giả nếu khuếch tán cảm giác tinh thần ra nói cả thành phố có lẽ hơi khoa trương nhưng bao phủ non nửa thành phố thì vẫn dư sức có điều bình thường không ai làm thế cả phạm vi lớn như vậy lượng thông tin lấy được chắc chắn vô cùng dọa người tinh thần lực đúng là có thể dễ dàng thực hiện điều ấy nhưng không thể xem nhẹ sự hao tổn tâm sức dĩ nhiên cũng có thể chọn bỏ qua những thông tin này chỉ quan tâm đến thứ mình muốn tìm nhưng họ chỉ làm vậy khi cần thiết cũng gần như máy vi tính nếu không có chuyện gì quan trọng thì cơ bản đều ở trạng thái chờ hoặc tắt ai lại rảnh rỗi không có việc gì mà vô cớ đi nướng máy chứ vì vậy đa số họ chỉ duy trì cảm giác bản năng nhất thôi yêu tử yên chống cầm lẳng lặng nhìn lạc xuyên đang ngủ không biết nàng nghĩ tới điều gì trên mặt thoáng hiện lên một vệt ửng đỏ nhàn nhạt nàng hơi chột dạ liếc nhìn lạc xuyên thấy người kia không có phản ứng gì mới khẽ thở vào một cái lúc này lạc xuyên đang ngủ say vốn hắn đã hơi buồn ngủ hơn nữa không biết có phải ảo giác của hắn hay không giường của yêu tử yên dường như thoải mái hơn của hắn rất nhiều kiểu nằm trên đó sẽ không muốn dậy sau khi nhắm mắt lại, chẳng mấy hắn đã mơ màng tiến vào giấc mộng, cảnh trong mơ thật kỳ lạ, hắn quan sát mọi thứ dưới góc nhìn của người thứ ba, có ngôi sao vỡ tan, những tia sáng chói lóa xé tan bóng tối, vầng sáng chói mắt bùng lên trong hư vô, vô số phi thuyền đang cố thủ trong hư không vũ trụ, giao chiến với kẻ địch trong bóng tối sâu thẳm, mọi không gian trên chiến trường đều tràn ngập những chấn động năng lượng dữ dội, dưới sức mạnh nào đó, tầm mắt của Lạc Xuyên đã bị lệch đi, ở rìa chiến trường, hắn nhìn thấy một người đang đứng trên đài chỉ huy của phi thuyền, trông như là phụ nữ cả người nàng ta được bao phủ bởi ánh sáng trắng nhàn nhạt, không thể nhìn rỗ khuôn mặt, nhìn động tác của nàng ta thì có vẻ đang chỉ huy trận chiến tranh trong vũ trụ này, vậy nên nói, tại sao hắn lại mơ thấy cảnh tượng kỳ lạ này, không phải là rất khó tin khi có tình tiết chiến tranh khoa học viễn tưởng như vậy trong một cuốn tiểu thuyết huyền huyễn sao, được rồi, có thể bỏ qua cái sạn này, dù sao thì ngay từ đầu quyển sách này đã là như vậy, tin rằng các độc giả kiên trì đến tận bây giờ cũng đã quen với nó từ lâu, Lạc Xuyên biết đây là một giấc mơ trước kia hắn cũng từng gặp phải tình huống này nên không hề hoảng sợ mà lại rất hứng thú xem cảnh tượng giống như phim khoa học viễn tưởng này thật ra hắn cũng mơ hồ có một vài phỏng đoán về chuyện này